Quý xin bắt đầu là cái cơ duyên nào mà mình đến với Polypharmacy? Là vì một cái năm, 2 năm trước khi mà mình xem thời sự trên NHK á, là một cái trang rất là chính thống của Nhật Bản, thì mới biết được một cái tin rất là sốc, đó là đến toàn nước Nhật thì một năm người ta vứt vào sọt rác khoảng chừng 500 triệu đô la tiền thuốc, là bởi vì bác sĩ kê ra nhưng mà bệnh nhân hoàn toàn không có xài. Lý do thì có rất là nhiều chuyện, và nhưng mà dù sao đây cũng là một cái vấn đề rất là trầm trọng, bởi vì nếu chúng ta nhìn qua các cái nước nghèo như châu Phi thì rất là nhiều nước không có thuốc để xài, thì vì sao Nhật lại phí như vậy. Và từ cái chuyện đó Quý mới đọc những cái tài liệu liên quan và biết được rất là nhiều cái tài liệu hay trên up to date, hoặc là những cái tiêu chuẩn đánh giá, ví dụ STOP, START, BEER criteria, mà lát nữa có gì dược sĩ Hạnh sẽ chia sẻ kỹ hơn. Thì hôm nay khi mà mình đến với cái Polypharmacy thì mình đến với một cái định nghĩa đầu tiên là gì, thì theo mọi người biết là cái từ này nó kết hợp từ hai từ poly là nhiều và pharmacy là thuốc, thì nói nôm na là uống nhiều thuốc. Tuy nhiên thế nào là nhiều thì bây giờ vẫn chưa có thống nhất. Rất là nhiều tài liệu người ta nói rằng trên 5 loại thì gọi là nhiều, nhưng một số tài liệu khác thì nói là trên 7 loại hoặc trên 10 loại. Đa số thì lấy là mốc 5. Tuy nhiên cái từ này nó vẫn chưa có phản ánh đầy đủ cái ý nghĩa của cái từ Polypharmacy, bởi vì một số cái nhà nghiên cứu và bác sĩ dược sĩ khác người ta lại cho rằng cái chuyện này nó không có ngừng lại ở cái chuyện là số thuốc, mà còn là cái việc sử dụng thuốc không có hợp lý, bao gồm là không có dùng thuốc nên dùng, hoặc là dùng cái thuốc mà thật sự không có nên dùng. Ngoài ra cái chuyện liều lượng thuốc cũng rất là quan trọng, bởi vì nếu mà thuốc nó quá liều so với độ tuổi, cân nặng cũng như là chức năng gan, chức năng thận thì cũng được xem là dùng chưa có hợp lý. Thật ra cái Polypharmacy này là một cái hiện tượng rất là hay xảy ra ở tiên tiến, nhất là nước và nhiều người già. Chuyện thường ngày ở huyện, ở đây nói về những cái số liệu mà được công bố. Ví dụ người ta khảo sát trên những cái người già mà đang sống tại nhà thì có tới gần 50% là dùng không có phù hợp. Ở nước ngoài cũng trong khi đó những cái người già mà nhập viện thì người ta khảo sát là cái số lượng mà dùng trên 5 thuốc là khoảng từ 60 tới 75%. Không biết là Hạnh có thể chia sẻ thêm về con số ở Canada không? Dạ, thì ở bên Canada thì theo như em tìm hiểu á, là vào năm 2016 thì một cái viện về thông tin sức khỏe của Canada đã cho biết á, là trên khoảng cỡ 35% những người lớn tuổi, tức là người từ 65 tuổi trở lên, họ xài ít nhất là 5 loại thuốc để điều trị bệnh mãn tính, cũng như là thuốc không kê toa hay là thực phẩm chức năng. Và có một cái số liệu thì em cũng không nhớ kỹ, nhưng mà họ cũng cho thấy rằng là người dân tiêu tốn quá nhiều vào cái thực phẩm chức năng mà nó không đem lại lợi ích nào hết. Dạ. Thì cái Polypharmacy nó thật sự là một cái vấn đề ở các nước Bắc Mỹ, Canada và Mỹ luôn đó anh. Những cái slide này tập nói về những cái nguyên nhân khách quan mà có thể nhận thấy được ở rất là nhiều nước. Trước hết là ví dụ những cái bệnh nhân mà già ấy, thường là có bị nhiều bệnh cùng một lúc, cho nên là đương nhiên là sẽ cần nhiều thuốc hơn. Ngoài ra cùng một loại bệnh đó nhưng mà càng ngày càng có nhiều thuốc, ví dụ như bệnh nhân nhập viện vì tai biến mạch máu não chẳng hạn, hoặc là nhồi máu cơ tim chẳng hạn, thì thường là khi đi ra khỏi bệnh viện là đã có khoảng 4-5 loại thuốc mới kèm theo, mà loại thuốc nào thì cũng đã được chứng minh là có ích cho bệnh nhân hết. Càng nhiều thuốc mới, càng nhiều chỉ định mới thì bác sĩ càng phải chạy theo những cái gọi là hướng dẫn điều trị đó. Ngoài ra một cái nguyên nhân khách quan nữa đó là cái sự thay đổi cái thành phần cấu trúc cũng như là chức năng của các cái cơ quan trong cơ thể, và cái này nó ảnh hưởng tới cái chuyển hóa thuốc, làm cho những cái loại thuốc ví dụ có thể 5 năm trước thì bệnh nhân uống không có vấn đề gì, nhưng mà khi bệnh nhân lớn tuổi lên thì lại có thể là thành quá liều. Một cái hình ở đây là để cho mọi người thấy cái sự khác nhau giữa thành phần cơ thể giữa một người 20 tuổi là minh họa bằng màu xanh so với cái người 65-80 tuổi là minh họa bằng cái màu xanh xanh dương. Thì như mọi người thấy là càng lớn tuổi thì cái tỷ lệ rồi ít nước hơn chẳng hạn như vậy, thì tất cả những cái này nó ảnh hưởng tới cái sự phân bố thuốc cũng như là chuyển hóa thuốc sau đó. Một cái ví dụ mà mình hay dùng để nói cho bệnh nhân hiểu tại sao những cái guideline nó lại vô tình làm cho bệnh nhân rất là bận rộn. Như ở đây lúc này có một bệnh nhân cùng hỏi trên diễn đàn đó là tôi bị 4 bệnh, ví dụ tiểu đường, COPD, cao huyết áp, loãng xương, thì làm sao để giảm thuốc. Thì đúng thật là theo những cái guideline thì coi như là bệnh nhân này nếu mà điều trị đúng theo những cái kiểu đó thì là buổi sáng phải thức dậy từ 7 giờ cho đến 11 giờ đêm đều phải xài một cái loại thuốc gì đó. Đương nhiên cái này là một số gọi là những cái nguyên nhân không có thể tránh khỏi. Ngoài những cái chuyện là đi theo cái phác đồ uống thuốc này á, bệnh nhân còn phải tuân thủ những cái quy chuẩn khác, ví dụ như là giảm lượng muối ăn, Quý bị mất sóng. Thưa các bạn, bên đường truyền của Nhật Bản của Quý bị mất sóng. Quý đang nói về vấn đề là cái guideline. Nhưng mà là thưa các bạn cũng biết đó, là vì thế này, càng lớn tuổi thì người ta có nhiều bệnh, mà cái guideline tức là cái hướng dẫn dùng thuốc á, thì càng ngày càng nhiều. Thành ra là rõ ràng là càng lớn tuổi thì người ta dùng rất là nhiều thuốc. Cái điều mà chúng ta quan trọng là vì nhiều khi nó chồng chéo như vậy thì nó sẽ tạo ra những cái thuốc thừa, và cái thuốc thừa đó nó có thể làm tốn kém cho cả bệnh nhân và cho cả nhà nước, nhưng đồng thời là các cái sự tương tác giữa các thuốc với nhau có thể làm nguy hiểm cho đến sức khỏe người dân. Quý nếu được thì em nói tiếp. Thì ở đấy ở Nhật người ta cũng hay lên án các cái guideline đó là vì họ chỉ viết riêng về một cái bệnh nào đó thôi, chứ không có viết gì về cái cách chữa nhiều bệnh cùng một lúc trên những người già. Và cái cách chữa bệnh nhân không phải là chúng ta tập hợp đủ các làm theo đúng các cái guideline là được, mà chúng ta phải dựa trên từng cái yếu tố riêng biệt một. Về cái nguyên nhân chủ quan thì mình cũng xin mạo phép là viết ở đây cái cảm nhận của mình, trước hết là trách nhiệm người bác sĩ như thế nào. Như mọi người biết bây giờ cái y học càng ngày càng chuyên môn hóa, một bác sĩ chuyên về tim mạch thì lại rất là ít biết về các cái thuốc về tiêu hóa chẳng hạn, cũng như là ví dụ về mảng ung thư đi thì càng là rất là nhiều người có kiến thức về nó nhiều. Ngoài ra chính vì cái sự chuyên môn hóa đó mà cần phải có một cái sự giao tiếp cơ bản giữa các bác sĩ để mà quyết định là như vậy thì anh dùng cái thuốc đó là có thực sự cần hay không, trước một cái can thiệp phẫu thuật nào đó thì có cần phải dừng thuốc hay là đổi thuốc gì không. Ngoài ra cũng phải cần có sự giao tiếp giữa bệnh nhân và bác sĩ mới có thể biết được chính xác cái thuốc nào là cần cho bệnh nhân. Một cái vấn đề nữa mà mình cảm thấy là khá là nổi cộm ở Nhật đó là trong cái chương trình đào tạo bác sĩ thì rất là ít cái giờ học về cái tương tác thuốc, nhất là thuốc với nhau cũng như là thuốc và những cái bệnh nhất định. Ví dụ như là loại thuốc này thì không nên dùng trong bệnh thần chẳng hạn như vậy. Ngoài ra có một cái trách nhiệm ở bệnh nhân và gia đình, đó là Quý hay nói ví von á, đó là khi mà đi khám thầy thuốc thì người ta cứ nghĩ là thầy sẽ cho thuốc. Nếu mà thầy không cho thuốc, thầy khuyên là về nhà súc miệng, đánh răng hay là giữ đôi đó thì nhiều khi người ta lại không có tin, nói là ông này nó tầm bậy. Thật ra là cái vấn đề đó cũng là một phần trong cái lý giải về cái mục tiêu điều trị cũng như là cái hiệu quả thuốc, hiệu quả của điều trị không cần dùng thuốc mà bệnh nhân đôi khi phải hiểu để mà hợp tác. Một cái vấn đề ở Nhật nữa Quý hay gặp đó là bệnh nhân hay kỳ vọng quá lớn vào y học. Những cái cụ dù 85, 90 tuổi rồi còn tới gặp bác sĩ nói làm sao để ngày mai tôi sực dậy tôi đi nhanh hoặc là tôi không có bị đau lưng chẳng hạn như vậy. Thì có những cái vấn đề mà y học không thể vượt qua được thì nên chấp nhận. Một cái vấn đề nữa ở Nhật mà có thể là ở Việt Nam cũng như vậy, đó là càng nhiều bác sĩ thì có bệnh nhân đó càng có xu hướng là nhận nhiều thuốc. Bởi vì như ở Nhật á, là mọi người có thể đi bệnh viện nào cũng được theo cái hệ thống bảo hiểm, không cần phải là đi theo đúng tuyến gì hết. Cho nên là có những cái trường hợp là bệnh nhân đi rất là nhiều bệnh viện và mỗi nơi lại nhận một đống thuốc, và nhiều khi là bị chồng chéo nhau. Có những loại thuốc bên kia đã kê rồi mà bệnh nhân không có khai, rốt cuộc là bác sĩ lại kê tiếp. Thì ở đây Quý cũng có chuẩn bị một cái ca gọi là tình huống này để cho Hạnh giải thích thêm cho mọi người thế nào là cái hiện tượng là thuốc gọi thuốc. Mời chị Sĩ Hạnh ạ. Dạ, thì bên cạnh cái định nghĩa về polypharmacy á, thì ở ở bên, em nghĩ là những cái nước khác ha, cũng như là Canada thì có một cái định nghĩa nữa, đó là em tạm dịch nôm na là kê toa dây chuyền. Kê toa dây chuyền tức là thuốc này nó tạo ra một cái tác dụng phụ nào đó, nhưng mà vì một lý do nào đó mà bác sĩ dược sĩ cũng không nhận ra được đó là tác dụng phụ, và nghĩ rằng là đó là một tình trạng bệnh lý mới, và vì thế một đơn thuốc mới lại được xuất ra để điều trị cho cái tình trạng, để điều trị cho cái tác dụng phụ đó. Thì giống như anh Quý nói rất là hay ha, là thuốc gọi thuốc, thuốc này rồi lại kéo đến thuốc kia. Thì cứ như vậy, đặc biệt đối với người già đó, thì nếu mà càng nhiều thuốc và nó là cái dạng kê toa dây chuyền á, thì người lớn tuổi họ sẽ chịu nhiều cái tác dụng phụ nhiều hơn nữa. Thì ở đây có cái ví dụ rất là hay, chắc là em để anh Quý trình bày về cái ví dụ đó. Dạ. Trong cái ví dụ này thì là một cái trường hợp khá là điển hình thôi, là ví dụ bệnh nhân đến than phiền về đau khớp, thế là bệnh nhân bác sĩ mới cho là Roxoprofen chẳng hạn như vậy. Thì khi mà uống xong thì bệnh nhân phát bị cao huyết áp, tự nhiên huyết áp nó tăng lên, thì lúc đó bệnh nhân lại đến một cái khoa nội khác, thì bác sĩ lại cho thuốc là calcium channel blocker, thì rốt cuộc là bệnh nhân vài ngày sau là bị phù chân. Thì lúc đó là đến khám bác sĩ về, gọi là ví dụ về thận đi, thì bác sĩ thận lại cho phát thuốc lợi tiểu. Nếu mà bác sĩ không, thực sự là không có biết là bệnh nhân này đã nhận những cái thuốc trước đó như thế nào, không có nghĩ tới khả năng là do thuốc gây phù chân, thì thường là kê một loại thuốc lợi tiểu. Lợi tiểu này thì nó là gián tiếp gây ra cái bệnh gút, bệnh nhân bị phù chân thì đến một cái phòng mạch về xương khớp thì lại được kê thuốc allopurinol đó. Thì từ một cái triệu chứng mà nó lại gây ra những cái triệu chứng khác, và nếu như mà không có nghĩ là tới cái hiện tượng thuốc và thuốc, và không có cái sự liên kết giao tiếp giữa các khoa với nhau, thì rất là dễ xảy ra cái tình trạng này. Và như cái kinh nghiệm ở Nhật ấy, thì bởi vì bệnh nhân tự do đi tới phòng mạch nào cũng được hết, cho nên là nhiều trường hợp là bệnh nhân dùng rất là nhiều loại thuốc do cái hiện tượng thuốc loại thuốc này, cho đến khi bệnh nhân thực sự là được chăm sóc bởi một cái dược sĩ tại địa phương, thì cô dược sĩ đó cô mới nhận ra hóa ra là có một cái câu chuyện đằng sau như vậy, và lúc đó mới bắt đầu can thiệp. Hoặc là thậm chí một số bệnh nhân là sau khi họ già yếu thì họ không còn đủ sức để đi nhiều cái khoa nữa, thì họ trở về nhà và có một cái bác sĩ gọi là home care đến chăm sóc tại nhà, thì ông mới nhận ra là có thể bỏ được những cái loại thuốc này, và bệnh nhân nhiều khi là khỏe hơn sau cái can thiệp đó. Quý cũng xin nói thêm về cái tác hại của polypharmacy. Trước hết nhấn mạnh ở đây là như dược sĩ Hà nói lúc này, đó là tốn tiền một cách vô ích, đó là dùng những cái loại thuốc mà thực sự không có cần thiết lắm. Ngoài ra rất là nhiều nghiên cứu đã cho thấy là dùng nhiều thuốc thì sẽ có cái nguy cơ gặp tương tác thuốc, gặp tác dụng phụ nhiều hơn, cũng như là uống nhiều thuốc quá thì là bệnh nhân nhiều khi no bụng mất tiêu, không có ăn được nữa hoặc là không có theo điều trị được, uống càng nhiều thì nhiều khi quên, và trong cái quên đó nhiều khi lại không dùng cái thuốc thích hợp. Và ở những người già thì người ta còn hay nói tới cái hội chứng lão khoa, đó là và nó tăng cái tỷ lệ tử vong tàn tật. Trong một cái nghiên cứu năm 2010 ấy, người ta có đưa ra những cái thang điểm đánh giá nguy cơ, bao gồm cả cái số lượng thuốc mà mình uống vào cũng như là các cái tình trạng của cơ thể, dựa vào đó mà người ta cho điểm, và điểm càng cao thì cái nguy cơ gặp tác dụng phụ càng cao. Và vì vậy cho nên là những bác sĩ ở Nhật ấy, họ rất là lưu ý khi mà thêm thuốc hoặc là kê thuốc ở người già, rất là dễ bị nguy cơ gặp tác dụng phụ. Thì cũng xin nói thêm về cái hội chứng lão khoa này, không biết là ở bên Úc có nhiều không anh Hiệp? Cảm ơn bác sĩ Quý. Ở bên Úc thì cái chuyện mà polypharmacy nó vẫn xảy ra. Tuy nhiên với bác sĩ thì được đào tạo khá tốt, mình so sánh lại thì như Quý nói thì vấn đề mà đào tạo về tương tác thuốc á, thì không nhiều, nhưng mà thực ra bên Úc thì họ cẩn thận nhiều hơn nhiều. Tức là ví dụ một bác sĩ trước khi mà kê toa thì luôn luôn nó có những cái giống như cái mark để mình nói, ví dụ như là cái thuốc đó có thực sự cần thiết hay không, hoặc là cái thuốc cái triệu chứng đó có phải là do các cái thuốc bệnh nhân đã dùng hay không. Rồi lúc đó phải cân nhắc thêm là cái thuốc đó có tương tác với các thuốc bệnh nhân cũ của bệnh nhân không. Rồi lại thêm là phải hỏi là vậy liệu cái thuốc đó có phục vụ cho kéo dài cuộc sống bệnh nhân, hay là tốn tiền bệnh nhân, hay là là kéo dài tuổi thọ, tức là quality, nó gọi là quality hoặc là longevity, tức là kéo dài tuổi thọ hay là chất lượng sống. Thành ra là trước khi kê toa là bác sĩ thường phải cẩn thận những cái điều đó rồi, thì nó sẽ thật hạn chế rất nhiều cái chuyện này. Còn nói về hội chứng lão khoa, tức là những người lớn tuổi ấy, mà nếu chúng ta dùng polypharmacy thì rất dễ rơi vào những cái nguy cơ. Và bên này nó còn hay nói đó, ví dụ như là té ngã, và cái đó chúng ta rất là sợ. Tức là khi mà không mất thăng bằng mà té ngã mà gãy xương đùi chẳng là những cái bệnh là có thể tăng nguy cơ cơ tử vong, bệnh tật cho bệnh nhân rất là cao. Hoặc là ví dụ như là làm cái delirium, tức là gọi là lơ mơ lú lẫn, là không confusion, không được tỉnh táo. Và chưa kể là những cái trường hợp người ta đã thống kê là bệnh nhân vì lý do polypharmacy, tức là uống quá nhiều thuốc, mà thành ra người ta có thể là malnutrition, tức là dinh dưỡng không được tốt, rồi kể cả thêm những là có thể tụt huyết áp, rồi ảnh hưởng đến chức năng đường máu nữa. Và do vậy cái tỷ lệ nhập viện sẽ cao hơn và tử vong cao hơn. Do vậy ở bên Úc ấy, thì người ta có cái quy trình khá rõ, khá tốt, vì những người phạm vaccine nó có cái chương trình gọi là Home Medicine Review, tức là những người nào mà trên 5 thuốc, đặc biệt là trên 10 thuốc cạn, thì chính phủ nó tài trợ cho những người dược sĩ để kiểm tra rằng thuốc bệnh nhân như vậy có cần thiết để lọc bớt hay không. Và đặc biệt là một cái người bác sĩ mà nếu thấy bệnh nhân có cái plan nó tốt lắm, chắc là để cho mọi người nói xong rồi mình nói thêm. Tức là ví dụ như là mình khi thấy bệnh nhân mà có những biểu hiện như là nôn ói, chóng mặt, ví dụ lơ mơ, những cái thứ đó thì là những cái biểu hiện đó thường là biểu hiện của những cái bệnh nhân polypharmacy, tức là bị quá nhiều thuốc. Nên là chúng ta phải cân nhắc mà luôn luôn nghĩ, bác sĩ mà thấy bệnh nhân nhiều thuốc thì luôn luôn nghĩ phải làm sao giảm bớt thuốc được cho bệnh nhân là tốt, thì mình sẽ coi kỹ. Chưa kể nó cần phải có sự phối hợp rất tốt của các chuyên khoa, thì đó bác sĩ sẽ làm được. Ví dụ một bác sĩ gia đình của mình thì không thể nào mà lấn át cái quyền của bác sĩ chuyên khoa nào đó, nhưng mà có thể gọi là thông qua cái mối quan hệ tốt giữa các thầy thuốc với nhau, bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa và hệ thống dược để mà quản lý thuốc cho bệnh nhân tốt hơn. Chắc giao lại cho Quý để Quý nói tiếp về vấn đề mà hội chứng lão khoa của Quý nhé. Dạ, lúc này mấy anh em cũng có thảo luận với nhau và cũng có muốn nhấn mạnh một cái ý nữa, đó là không phải là cứ nhiều thuốc là xấu, bởi vì cũng có rất là nhiều cái tình trạng bệnh lý bắt buộc phải cần nhiều thuốc. Đấy, thành ra là mọi người đừng có hiểu lầm là cứ nhiều thuốc là xấu nha. Bây giờ mình xin đi tới cái phần gọi là đối phó làm sao để mà cắt giảm được những cái gọi là thuốc không có thực sự là có ích cho bệnh nhân. Thật sự mà nói thì như mọi người biết, đây là một cái vấn đề mà liên quan tới rất là nhiều cái yếu tố khách quan và chủ quan, và làm sao để mà đồng tâm hiệp lực nhiều góc độ giữa nhân viên y tế và người bệnh cũng như là người nhà phải hợp tác với nhau. Như cái slide này mình nói về cái kinh nghiệm của mình ở Nhật, đó là phải làm sao để mà có những cái hoạt động để mà tăng cường cái sự hiểu biết cho bệnh nhân và nhân viên y tế, cũng như là tổ chức. Ở Nhật là người ta còn tổ chức những cái khám chuyên về polypharmacy trong khi bệnh nhân nhập viện, hoặc là khi bệnh nhân ở ngoài. Thực ra ở ngoài rất là ít, và thực ra là khám về polypharmacy trong khi bệnh nhân nhập viện cũng chỉ ở một vài bệnh viện thôi. Bởi vì như mọi người thấy là cái trách nhiệm mà giảm thuốc đó, nhiều khi người bác sĩ cảm thấy rất là nặng nề, không biết là tôi giảm cái loại thuốc đó có bị bệnh nhân la hay không hoặc là tôi phải giải thích với những bác sĩ khác như thế nào. Cho nên là hầu như ở Nhật có một cái luật bất thành văn là thuốc của ai thì để cho người đó kê, đừng có rời vô. Ở Nhật vẫn chưa có cái hình thái gọi là bác sĩ gia đình tốt như ở Úc. Thành ra là người ta cứ mỗi lần gặp bệnh nhân là cứ repeat lại cái đơn cũ. Thành ra là rất là khó để mà can thiệp về polypharmacy. Vừa rồi thì ở Nhật cũng người ta có một cái chế tài, những cái chương trình khuyến khích. Ví dụ như một dược sĩ hoặc là bác sĩ ở bệnh viện nào đó mà giảm được 2 loại thuốc á, thì cái bệnh viện đó, cái phòng mạch đó sẽ được thêm là 20 đô la. Tính ra thì rất là có lợi cho chính phủ, nhưng mà nói thật là mọi người sau cái seminar này sẽ biết được là để làm cái chuyện đó cũng rất là mất thời gian. Những cái công cụ hữu ích mà các bác sĩ dược sĩ hay dùng đó là những cái quy chuẩn, ví dụ như STOP hoặc là START, để mà có thể là dừng thuốc hoặc là bắt đầu những cái loại thuốc mà có thể cần thiết cho bệnh nhân. BEER criteria là một cái tiêu chuẩn được sử dụng khá là rộng rãi từ trước đến giờ, và bản thân bác sĩ BEER đã đề ra cái tiêu chuẩn này từ những năm 90, mà bây giờ cũng khá là được ưa chuộng ở Mỹ và hình như ở Canada, phải không em? Ở Việt Nam thì như là những cái tiêu chuẩn này đã được biết nhiều chứ ha. Nay thì đã có bắt đầu có vài nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu của Đại học Dược Hà Nội Và ở Huế cũng bắt đầu đang triển khai một cái đề tài để sử dụng các cái tiêu chuẩn này để ra soát các cái đơn thuốc dành cho bệnh nhân lớn tuổi, trên 65 tuổi theo các cái tiêu chuẩn này, và kết quả cũng đã có một số nghiên cứu đã public rồi ạ. Như vậy bắt đầu cũng đã ứng dụng. Anh lại đọc những cái tiêu chuẩn này nó rất là phức tạp, không biết là ở Canada họ có cái cách gì để mà các nhân viên y tế có thể tiếp cận và sử dụng nó dễ dàng hơn không em? Có cái application nào không? Dạ thì ở Canada thì vẫn phải đọc cái BEER criteria này anh. Tuy nhiên em xin góp một ý kiến, đó là thật ra cái nhìn nhận của mình đối với lại cái BEER criteria này là như thế nào, mình hiểu sao cho đúng. Tại vì không phải những cái thuốc gì nó có ở trong cái list đó cũng là tránh, không có xài cho bệnh nhân, không phải như vậy, mà là cái list này mục đích là để cho bác sĩ cũng như dược sĩ khi mà họ tham khảo đó thì họ hiểu rằng là những cái thuốc này nó sẽ có nguy cơ cao hơn. Vì vậy mà khi mà mình kê toa hay mình theo dõi bệnh nhân đó thì mình sẽ phải đặt một cái câu hỏi là lợi ích và cái nguy cơ của thuốc này trên bệnh nhân của tôi là như thế nào để cá thể hóa việc điều trị. Thì ở Canada đó thì ngoài cái tham khảo cái BEER thì tụi em thường xài cái BEER nhiều hơn là STOP and START. Em nghĩ là bởi vì do STOP and START á, thì có vẻ như là nó sử dụng có lợi hơn đối với lại những bệnh nhân mà nhập viện. Còn BEER thì nó phổ biến cả trong bệnh nhân nhập viện lẫn bệnh nhân ở ngoài cộng đồng. Cho nên với cái cá nhân em thì em hay sử dụng cái BEER criteria nhiều hơn. Dạ. Và mình cũng phải giống như là mỗi lần mình nhìn một cái hồ sơ bệnh nhân thì mình sẽ phải xem xét dựa trên những cái hiểu biết của mình về cái BEER list đó, và phải cập nhật thông tin thường xuyên, tại vì cái BEER list này nó cũng đổi mỗi 3-4 năm nó sẽ cập nhật một lần. Dạ. Dạ, cảm ơn em. Thật sự thì ở Nhật cũng mới bắt đầu dịch những cái criteria này ra, và cũng đang có những chương trình để huấn luyện cho dược sĩ và bác sĩ. Đa số bác sĩ mà thực sự quan tâm tới cái này nhiều nhất vẫn là bác sĩ nội tổng quát cũng như là các bác sĩ gia đình thôi. Anh Hiệp có bổ sung gì không? Để có gì em chạy qua cái phần tiếp cận giảm thuốc luôn ha. Về cái bạn mà câu hỏi của Quý là vấn đề là ở các bệnh cái criteria thì ở Úc đó, nó căn cứ là nó xây dựng trên cái hệ thống bác sĩ gia đình, mà có lẽ Việt Nam mình nên chuẩn bị bước theo thôi. Tức là nếu mà chúng ta có hệ thống bác sĩ gia đình tốt thì chỉ cần hệ thống bác sĩ gia đình mà phối hợp với các chuyên khoa và các dược là có thể đủ hết, cho nên chúng ta cũng sẽ không phải lo nhiều. Cũng giống như nói là đưa vào đào tạo cũng rất là quan trọng, bởi vì đào tạo về dược lý học, mình nhớ ngày xưa khi mình học y Hà Nội là đã có môn dược lý học, và môn dược lý học cũng đã dạy về các cái tương tác thuốc rồi. Có điều là về thực hành và nhắc nhở nhau nhiều thì chúng ta càng ngày càng phải nhiều hơn, tức là các bài học về các cái thuốc mà tương tác với nhau. Ví dụ như là cho một cái thuốc chống viêm chẳng thì rõ nguy cơ không chỉ là tăng huyết áp mà có thể đau bao tử, hoặc là ví dụ bệnh nhân mà vì mình cho một bệnh nhân bị khớp chẳng hạn, ví dụ thế mà mình cho không cẩn thận thì người ta đau bao tử là chuyện bình thường, thì chúng ta phải hạn chế. Tức là những cái đó là tương tác thuốc rồi. Như lúc nãy dược sĩ Hạnh có nói đó, tức là cái quan trọng có lẽ là ở Canada và Úc có thể hình như là hệ thống tương đối tương đồng, tức là một bác sĩ mà trước khi cho thuốc anh phải chú ý hết sức cho bệnh nhân rồi, cái đó quan trọng hơn là cái gì khác. Bởi vì khi mà anh cho và có những cái nữa đúng là Quý sẽ đến nói tiếp là cái phần mà chúng ta sẽ bàn luận, tức là người bệnh nhân làm sao để cải thiện cái chính sức khỏe của họ. Bác sĩ thì phải nâng cao kiến thức, nâng cao tay nghề và có cái tâm cho thuốc, là cho khi cho thì phải cho đúng và cho đủ, chứ không có cho quá thừa, hoặc là lúc nào cũng phải cân nhắc cho bệnh nhân. Nhưng còn lại thì còn về các bệnh nhân thì phải như thế nào thì Mỹ chắc đang Quý định nói, có gì anh sẽ góp ý trong cái phần đó. Dạ. Phần tiếp theo là phần 2 thì Quý xin bước qua cái gọi là những cái kiến thức cơ bản để mà bệnh nhân và thân nhân có thể hiểu được là bác sĩ và dược sĩ cũng như là các y tá họ trao đổi với nhau như thế nào để dẫn tới cái chuyện là chọn ra những cái loại thuốc thích hợp nhất cho bệnh nhân. Thì như mọi người thấy là trong đây là những cái tài liệu mà mọi người thường hay đọc, và như ở Nhật thì có một cái chuyện cười đó là ngay cả sách về Polypharmacy cũng quá nhiều đi, gọi là quá nhiều sách. Nhưng mà Quý cảm thấy cái tiếp cận của Scotland là rất là hiệu quả và dễ hiểu nhất. Hiện nay nó cũng có cái guidance năm 2018 rồi, có gì mọi người có thể thêm ở đây. Nó viết rất là rõ về 7 bước mà chắc chắn là Quý áp dụng 100 bệnh nhân thì hầu như là 95 người là có thể giảm bớt một vài loại thuốc nào đó ở Nhật. Thì tất cả đều đi từ những cái câu hỏi mà mọi người nói nãy giờ, đó là liệu cái thuốc này có thật sự là cần thiết hay không, có tìm ra những cái loại thuốc nào không cần thiết để bỏ đi. Và cái sự không cần thiết đó nó sẽ được đánh giá ở nhiều mức độ. Thứ nhất là về tính hiệu quả, cũng như là cái sự tác hại có thể có. Có thể là tác hại đó nó mình sẽ phải đánh giá trên một cái diện rộng, tức là tùy vào tình huống nữa. Một cái bước tiếp theo nữa là cần đánh giá về cái cost effectiveness, tức là cái sự hiệu quả về mặt tài chính. Và nhưng mà chúng quy lại chúng ta vẫn cần phải thảo luận với gia đình và bệnh nhân để mà họ xem thử họ có đồng ý với cái sự thay đổi đó không. Thì cái bước đầu tiên mà quý nghĩ là cái quan trọng nhất mà rất nhiều người bệnh ở Việt Nam có thể là chưa hiểu được, đó là cái mục tiêu của điều trị đó là gì. Chúng ta có thể chia làm hai loại lớn. Thứ nhất, những cái loại thuốc khi mà nhìn trong đơn thuốc á, thì mình sẽ biết được là cái thuốc nào là dùng để chữa cái triệu chứng hoặc là cái bệnh hiện tại, và cái loại thuốc nào là để phòng bệnh tương lai. Thì cái chữa bệnh hiện tại thì rất là đơn giản, ví dụ như tôi bị viêm dạ dày thì có thuốc chữa viêm dạ dày. Nhưng mà cái phòng bệnh tương lai thì nó hơi khó hơn, và nó phải nhìn trên một cái tổng thể là về cái hoàn cảnh bệnh nhân, nhất là cái tuổi thọ có thể dự đoán được của bệnh nhân. Bởi vì nếu mà chúng ta không có nghĩ tới cái chuyện là phòng bệnh đó có thực sự hiệu quả hay không, thì như ở Nhật quý đã thấy rất là nhiều trường hợp 85 tuổi rồi nằm ngủ một chỗ rồi vẫn còn uống thuốc chống loãng xương, hoặc là những cái loại thuốc bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối rồi nhưng mà vẫn còn dùng statin, những cái loại thuốc để mà liên quan tới suy dinh dưỡng, tức là thừa dinh dưỡng nhưng mà vẫn còn phải dùng. Thì tất cả những cái này cần phải nằm trong một cái tổng thể về hoàn cảnh bệnh nhân, bao gồm những cái đánh giá về cái chức năng độc lập của họ như thế nào, họ có bị suy yếu gì hay không, và cần phải nói cho bệnh nhân và người già biết. Tại vì nếu mà mình không có nói về những cái dự đoán về tuổi thọ, nhất là dân châu Á mình á, rất là ít khi muốn nói về cái dự đoán tuổi thọ. Và khi mà mình không có biết nói là bệnh nhân ví dụ uống cái thuốc này 5 năm sau nó mới có kết quả là, thì nhiều khi bệnh nhân người ta không hiểu được là cái tuổi thọ họ còn có 1 năm 2 năm thì uống cái thuốc này không có thực sự là có ích. Cái thứ hai là xác định cái thuốc thiết yếu. Thì cái này là các dược sĩ có thể giúp bệnh nhân rất là nhiều. Những cái thuốc thiết yếu mà có thể nêu ra, ví dụ như là bổ sung hormone tuyến giáp, hoặc là những cái thuốc lợi tiểu, những cái thuốc mà chống loạn nhịp chẳng hạn. Những cái thuốc này là thiết yếu là vì sao? Khi mà chúng ta bỏ nó một cách đột ngột thì chắc chắn là sẽ có những cái chuyển biến xấu. Vì thế là chúng ta phải thảo luận với các bác sĩ chuyên khoa trước khi mà thay đổi nó. Ngược lại, khi mà chúng ta đã xác định được những cái thuốc gọi là thiết yếu đó rồi ấy, thì những cái thuốc mà còn lại trong cái danh sách đó thì hầu như là không thiết yếu, có nghĩa là có thể bỏ thử được. Và thường thường người ta nghiên cứu, người ta thấy được là hầu hết những cái thuốc này ấy, là nằm trong những cái dạng ví dụ như là chỉ định nhất thời đó. Ví dụ bệnh nhân mới ho đó, bác sĩ kê thuốc ho, cái tự nhiên là ngày hôm sau đi khám chỗ khác đưa lại cái tô thuốc đó, ông bác sĩ ông cũng không hề hỏi tới chuyện là còn ho hay không, ông cứ thế ông phán tiếp một loạt thuốc ho nữa. Quý gặp rất là nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện nhưng mà lúc ra viện vẫn yêu cầu thêm thuốc ho, tại vì nói là muốn làm y chang cái list lúc mà tôi vô nhập viện đó, thì rất là dễ xảy ra cái chuyện đó. Thuốc kê quá liều cũng là một cái chuyện quan trọng. Ví dụ như dược sĩ Hạnh có nói lúc này đó, tức là trước đây 5 năm thì bệnh nhân không có bị suy thận gì hết, nhưng mà dần dần bắt đầu bị suy thận hơi nhẹ nhẹ, thì lúc đó phải nghĩ tới cái chuyện giảm những cái loại thuốc mà có liên quan tới chuyển hóa qua thận. Một cái vấn đề nữa mà có lẽ là rất nhiều người vẫn còn chưa hiểu, đó là cái thuốc nào mà ít hiệu quả hay là ít có lợi ích thì nó được nhằm vào cái mục gọi là không thiết yếu, có thể bỏ được. Thì cái vấn đề này có liên quan tới cái chuyện là y học dựa trên bằng chứng là như thế nào, và các bác sĩ và dược sĩ thường sẽ check các cái guideline. Trong cái guideline người ta khuyên dùng cái thuốc này với cái mức độ tin cậy mạnh đến mức nào. Nếu mà thực sự là không mạnh, gọi là vô thưởng vô phạt, hoặc là cái hiệu quả nó không có thực sự là lớn hơn nhiều so với cái nguy cơ, thì có thể cân nhắc nó nằm trong cái mục không thiết yếu. Và đây là cái danh sách của các cái loại thuốc mà chúng ta cần phải cân nhắc. Thì cái này hơi sâu quá, có gì là lát nữa mọi người nếu mà có câu hỏi thì chúng ta sẽ trả lời thêm. Một cái khái niệm nữa mà quý thấy rất là quan trọng đó là cái NTT hoặc là NNT hoặc là NNH, nói về cái số những cái người bệnh cần uống để cho một người có một cái lợi ích gì đó từ cái thuốc. Ví dụ như benzodiazepine, người ta thống kê là NNT 13, tức là 13 người uống thì mới có một người gọi là có chất lượng cái giấc ngủ tốt. Ngược lại, có 6 người uống thì chắc chắn là có một thì có vẻ như là có một người bị té hoặc té ngã hoặc là gặp lú lẫn về sau. Như vậy thì nhìn đến tổng thể thì thuốc ngủ mà dạng benzodiazepine này có thực sự là tốt hay không, cũng là một cái câu hỏi mà chúng ta cân nhắc. Ngoài ra liên quan tới cái chuyện phòng ngừa đó thì mọi người cũng cần phải có thể hỏi thêm dược sĩ, bác sĩ về cái thời gian để mà cái thuốc này nó có lợi ích. Như các cái nghiên cứu, ví dụ như nghiên cứu về loãng xương đi, uống một cái loại thuốc này 6-5 năm thì mới giảm được tỷ lệ loãng xương bao nhiêu % đó. Có nghĩa là ví dụ như một bệnh nhân 65 tới 69 tuổi, như ở đây thì mọi người thấy là tới 148 người uống thì lúc đó mới có một người là có lợi ích từ cái thuốc đó, chứ không phải là đơn giản như bác sĩ nói là anh cứ uống cái thuốc này là có thể giúp loãng xương. Câu chuyện nó hoàn toàn không có đơn giản như vậy. Vì thế là chúng ta cũng phải cân nhắc những cái con số cụ thể để mà quyết định. Bước thứ tư là qua cái bước gọi là đánh giá hiệu quả điều trị. Thì như cái mục tiêu điều trị mà bước 1 đã nói đó, ví dụ uống là thuốc đó để chữa triệu chứng chẳng hạn. Ví dụ triệu chứng là táo bón thì uống thuốc này có đỡ táo bón hay chưa, đỡ tiểu xón hay chưa. Nếu mà đỡ thì uống tiếp, mà nếu không thì có nghĩa là cái thuốc đó không có tác dụng, phải bỏ đi vào thêm một loại thuốc và thay bằng loại thuốc khác, chứ không phải là cứ thế mà trồng thêm một loại thuốc nữa. Đó là cái nguyên tắc để mà chúng ta không có uống quá nhiều thuốc, và trong đó sẽ có những cái loại thuốc mà thực sự là không có hiệu quả. Cái triệu chứng này có thể không có rõ ràng mà chúng ta phải đánh giá bằng những cái mục tiêu sinh hóa qua xét nghiệm cận lâm sàng, ví dụ như là xét nghiệm uống thuốc bổ sung tuyến giáp thì xem cái tỷ số tuyến giáp đã ổn chưa, uống warfarin thì xem thử là cái PPI đã đủ chưa. Thì cái này là cái công việc của những người bác sĩ và dược sĩ. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân cũng biết thêm về những cái chuyện này thì có thể tăng cái sự an toàn trong y tế. Cái khó hơn nữa là cái hiệu quả ngăn ngừa bệnh tái phát hoặc tiến triển, ví dụ như là gãy xương hoặc là ngăn cơn hen suyễn chẳng hạn. Thì tất cả mọi thứ đều phải được cân đo đong đếm rõ ràng. Ví dụ uống với cái phác đồ như vậy, với cái loại thuốc như vậy thì có đã thực sự là có hiệu quả hay chưa, có cần phải thêm thuốc không, hoặc là có thể giảm bớt thuốc không. Bước thứ 5 là đánh giá cái độ an toàn. Cái này thì chia thành hai các cái mảng lớn, ví dụ như là tương tác thuốc, các loại thuốc có đánh nhau hay không, đánh nhau và gây tác dụng phụ hay không, hoặc là những cái tương tác thuốc bình, tức là có những cái tình huống mà những loại thuốc đó lúc đầu thì rất là an toàn, nhưng mà ví dụ như bệnh nhân sau bị mất nước chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân sau một ngày vài ngày ăn uống không được, thì những cái loại thuốc mà thường dùng ví dụ như là tiểu đường, thuốc hạ đường huyết thì lại có thể là gây nguy hiểm trong những cái tình huống như vậy. Vì thế cái việc giáo dục bệnh nhân cũng như là giúp họ lường trước những cái tình huống mà thuốc có thể trở nên quá liều để mà giúp họ phòng ngừa rất là quan trọng, và cái này đều yêu cầu cái sự tư vấn rất là tốt của các bác sĩ và dược sĩ. Mình cũng xin giới thiệu thêm là hiện tại với cái sự phát triển của AI thì rất là nhiều cái phần mềm có thể giúp chúng ta check được, kiểm tra được cái tác dụng phụ hoặc là tương tác thuốc bằng cách là nhập các cái tên thuốc vào trong cái phần mềm đó, thì nó sẽ nói cho mình biết là có khả năng tương tác như thế nào và cần chú ý cái gì. Sang bước thứ 6 thì là bước này thì rất là khó, thực sự mà nói là Nhật Quý vẫn chưa thực sự là master được nó, bởi vì chúng ta phải đánh giá cái hiệu quả so với cái chi phí bỏ ra để mà mua cái thuốc đó. Thì cái vấn đề này mình rất là cảm ơn các dược sĩ là khi nào cũng họ cung cấp cho mình những cái cách nào để mà chọn loại thuốc rẻ nhất có thể trong cái danh sách đó, nhưng mà vẫn phải đảm bảo là cái độ an toàn và cái hiệu quả của cái thuốc so với những cái thuốc cùng loại đó. Ngoài ra cũng phải chú ý tới cái sự tuân thủ của bệnh nhân nữa. Có những loại thuốc có thể rẻ hơn nhưng mà lại khó dùng hơn thì nó cũng thực sự là chưa tốt cho bệnh nhân. Thì cái này cũng là một vấn đề mà nhiều người quan tâm, đó là nhiều khi ngay cả bản thân bác sĩ ấy, người ta kê thuốc thực sự là theo một cái quán tính. Nhiều khi mình đi hội thảo mình nghe nhiều về cái tên thuốc đó thì cũng là trong cái dòng statin đó, nhưng mà bác sĩ lại có thể kê hay quen tay kê một cái loại thuốc nào nhiều hơn là những loại thuốc kia, và một số cái nghiên cứu đã chỉ ra cái chuyện đó. Cho nên là bệnh nhân, không phải là mình không có tin bác sĩ, mà mình cũng nên hỏi lại là xem thử như vậy là có thể có cái loại thuốc nào rẻ hơn, ví dụ những cái thuốc ví dụ generic chẳng hạn như vậy. Có gì lát nữa dược sĩ Hà sẽ giải thích thêm để mà mình có thể hỏi bác sĩ có thể đổi toa thêm một xíu không, hoặc là khi mà mình mang cái toa thuốc đó ra dược sĩ có thể tư vấn cho mình thay đổi một số loại thuốc ở trong đó hay không. Thì không biết là ở Canada và Việt Nam thì cái cách làm này nó có thực sự là nhiều không em, dùng generic đó? Dạ em chia sẻ trước ha. Dạ ở Canada thì người dân sử dụng generic rất nhiều, và thông thường là những cái generic này là được sản xuất tại Canada luôn, cho nên cảm thấy rất là an tâm về cái chất lượng của thuốc. Và cái giá của generic á, cái thuốc generic ở Canada theo em thấy là rất rẻ, thậm chí là bây giờ ở bên Mỹ họ cũng đang cân nhắc, là một số tỉnh bang cân nhắc là có thể sẽ nhập khẩu thuốc từ Canada, thuốc generic từ Canada qua Mỹ để cho người dân có nhiều cái lựa chọn hơn đó anh. Dạ. Em không biết ở Việt Nam thì như thế nào. Cảm ơn em. Hà có thể chia sẻ thêm được không em? Ở Việt Nam hiện nay thì cả cái thuốc generic cũng bắt đầu nhiều, em bởi vì cái khả năng sản xuất thuốc nội địa của Việt Nam càng ngày càng bền lên, cũng như là chính phủ cũng có những cái chương trình hỗ trợ để mà thúc đẩy cái ngành dược trong nước phát triển. Và nếu như mà generic mà sản xuất đạt chất lượng, được kiểm nghiệm và được đánh giá tương đương sinh học chẳng hạn, thì việc lựa chọn generic sẽ không những là giảm được cái kinh tế chi phí cho bệnh nhân, mà nó còn đặc biệt là những bệnh nhân mãn tính, bởi vì những bệnh nhân mãn tính phải dùng thuốc cả đời. Do đó nếu như mà có những cái biệt dược generic mà bảo đảm chất lượng thì đó là một sự lựa chọn rất là tốt. Và ở Việt Nam thì hiện nay cái lựa chọn generic cũng đang là nhiều ạ. Dạ, sorry, anh có một cái câu hỏi khó cho em, đó là rất nhiều bệnh nhân người ta nói rằng á, thuốc nội địa là không có tốt bằng, phải xài thuốc Pháp, thuốc Mỹ hay gì đó. Thì lúc đó em sẽ tư vấn cho bệnh nhân như thế nào? Anh hỏi em ạ. Thực ra thì nguyên tắc thì một thuốc nó sẽ tốt, nó sẽ không có thuốc tốt nhất mà sẽ có thuốc phù hợp nhất cho một bệnh nhân cụ thể. Bởi vì thuốc thì nó có nhiều cái đặc điểm, thứ nhất là cái hiệu quả, thứ hai là an toàn, và cái thứ ba là chất lượng, và thứ tư là cuối cùng là giá cả. Thì tất cả cái bốn yếu tố này nó cũng ảnh hưởng đến thuốc, và nó ảnh hưởng khi một bệnh nhân dùng. Thì một bệnh nhân, ví dụ như là một bệnh nhân mà không có bảo hiểm y tế, điều kiện kinh tế thì khó khăn và bị bệnh mãn tính, ví dụ như đái tháo đường chẳng hạn, mà phải dùng những cái thuốc cả đời để duy trì ổn định cái đường huyết, thì nếu lúc đó mà cứ nói là một hai là phải dùng thuốc Pháp hay thuốc Mỹ thì bệnh nhân chỉ có thể là dùng một viên cho một tháng, thì điều đó thì nó lại mang đến hiệu quả. Và đó mình có những cái lựa chọn thuốc hóa chất hoàn toàn tương tự, đã được kiểm nghiệm là nó có hóa chất lượng chẳng hạn, đã được đưa ra thì có nghĩa là nó phải thỏa mãn được. Thì lúc này cũng như cái cách tất cả các yếu tố đó họ chọn một cái thuốc phù hợp cho cái bệnh nhân đó nhất. Còn em không nghĩ là có một cái thuốc mà tốt nhất, nó là một cái thuốc tốt là không có thuốc tốt nhất, nó chỉ có thuốc phù hợp nhất. Anh nghĩ là cái này cũng hơi liên quan tới cái chuyện gọi là chúng ta sẽ theo dõi cái ca bệnh đó như thế nào á. Nhiều khi mình trần ngang mình nói giống nhau nhưng mà chưa thật ra bệnh nhân không có tin đâu. Nhiều khi mình nói là cô cứ thử xài đi rồi 2 tuần nữa cô quay lại xem thử là cái hiệu quả nó như thế nào, rồi mình cùng đánh giá với bệnh nhân, thì đó là một cái cách để mà mình giúp cho bệnh nhân tin tưởng hơn. Và đó là cái lý do tại sao cái bước đầu tiên phải là làm cho bệnh nhân hiểu rõ cái mục tiêu điều trị là gì. Ví dụ táo bón thì có hết táo bón không, cao huyết áp thì có hạ bớt huyết áp hay không, thì cái đó là cái đánh giá rõ ràng nhất là cái thuốc nào hợp với bệnh nhân, đúng không? Dạ em có ý kiến là thật ra thì em cũng hay nhận được cái câu hỏi là thuốc này rẻ như vậy thì có hiệu quả hay không, hoặc là nhiều khi bệnh nhân, ví dụ bệnh nhân tiểu đường đi, luôn luôn bắt đầu nếu mà điều trị đầu tay là với metformin, mà metformin thì rất rẻ nhưng rất hiệu quả. Nhưng khi bệnh nhân nhìn cái receipt á thì bệnh nhân bảo ồ tại sao bác sĩ của tôi lại cho tôi cái thuốc này rẻ quá vậy, rồi có hiệu quả hay không? Thì thành ra là mình phải giải thích cho họ đó là thuốc này mặc dù giá nó rẻ nhưng mà nó đã được chứng minh là rất hiệu quả. Và cũng giống như là anh Quý nói đó, thì mình cũng sẽ khuyên bệnh nhân uống theo đúng chỉ dẫn, và khoảng 3 tháng sau họ đi test máu thì họ thấy cái kết quả thì họ bắt đầu mới tin. Dạ, thì đó là một cái câu hỏi em thường hay nhận được, đó là thuốc này đã quá rồi, liệu nó có hiệu quả hay không. Nhiều khi cũng phải show ra cho bệnh nhân thấy là hướng dẫn điều trị nó là như vậy, mình bắt đầu với thuốc này đã được chứng minh như sau. Bây giờ các cô, các anh, các chị cứ về uống, 3 tháng nữa mình sẽ xem cùng với nhau. Còn câu hỏi thứ hai cũng hay được nhận được, đó là generic với loại thuốc brand name. Thì thì mình phải giải thích, em cũng nghĩ là cũng là do cái cách mình tư vấn thôi, là hai cái thuốc này nó đã được chứng minh là tương đương nhau. Và nó được chứng minh tương đương nhau không phải là do công ty sản xuất thuốc generic nó chứng minh, mà là do Bộ Y tế nó chứng minh. Nên nó sẽ giống nhau đến có thể nói là 98 đến 99%. Mình phải chấp nhận là nó có khác những cái phần tái dược, cho nên đa phần bệnh nhân sẽ có kết quả như nhau. Thì bây giờ cô chú cũng cứ thử uống, nếu như có tác dụng phụ, cái gì cảm thấy không được và muốn chuyển qua brand name thì có thể thử chuyển qua brand name. Nhưng mà nói thật luôn, bởi vì giá brand name nó quá mắc và các hãng bảo hiểm á, họ cũng không có trả cho brand name. Và mặc dù là có một cái chương trình assistance program của những cái hãng brand name á, cái phần chênh lệch nó cũng rất lớn. Nên khi mà bệnh nhân thấy rằng là thôi thì uống generic hiệu quả cũng vậy, không có gì khác biệt, uống brand name thử thì thấy nó cũng vậy thôi, mà cái chi phí nó bự như vậy và mình phải xài một khoảng thời gian rất là lâu dài, ví dụ thuốc statin chẳng hạn, thì họ sẽ cảm thấy họ không có muốn chi trả như vậy. Thì em nghĩ là chủ yếu là cái phần tư vấn và theo dõi nữa, thì nó sẽ phù hợp để đáp ứng trả lời. Dạ. Dạ, cảm ơn em. Anh xin đi lại với cái phần slide một xíu nữa, là cái bước cuối cùng này cũng là cái bước rất là khó, mà hầu như là anh phải toàn nhờ dược sĩ hết, tại vì cái hiểu biết về thuốc của anh rất là hạn hẹp. Cái bước cuối cùng này là chúng ta đánh giá cái độ tuân thủ adherence của bệnh nhân trên toàn bộ cái liệu trình như thế nào. Nó bao gồm cả cái hiểu biết về căn bệnh, rồi về thuốc, rồi ý muốn của bệnh nhân, gia đình như thế nào. Ngoài ra là chúng ta phải đánh giá cái đường dùng là thực sự là hợp lý hay chưa. Ví dụ như những bệnh nhân mà có vấn đề về nuốt chẳng hạn thì có thể đổi những cái loại thuốc, dùng đường dán được không, hoặc là thậm chí những cái vị thuốc, ví dụ fragile, metronidazole mà đừng uống thì nghe nói là rất là dở, đúng không, rất là nhưng mà nếu mà có những cái loại thuốc ví dụ có thể là thêm trộn hoặc là uống dàn gel hay gì đó thì bệnh nhân có thể dễ uống hơn. Ngoài ra là cái lịch uống thuốc cũng rất là quan trọng. Nhiều khi bác sĩ chỉ kê theo cái quán tính, kê theo cái gọi là cái hướng dẫn sử dụng thôi, mà quên mất là cái người dùng họ gặp khó khăn như thế nào. Thành ra là ngay cả bản thân bệnh nhân cũng như là gia đình cũng phải tự nhận ra cái sự tuân thủ của mình có khó theo cái thuốc này không, để mà đề nghị với bác sĩ có thể thay đổi được cái lịch trình uống thuốc thế nào cho nó dễ hơn. Ngoài ra ở những cái nước mà người già nhiều á, còn thì các nhân viên y tế còn phải nói chuyện với nhau để xem thử cái khả năng từ quản lý thuốc của họ như thế nào. Bởi vì như ở Nhật đấy, nhiều người cứ nhìn thì thấy trẻ mang vô tư, nhưng mà rốt cuộc hóa ra là họ bị lú lẫn, thì rất là nhiều thuốc kê ra nhưng mà bệnh nhân không sai được, là vì lúc về nhà họ dục hết. Thì đó cũng là một cái vấn đề mà cái sự gọi là can thiệp của các cái quầy thuốc gần nhà là rất quan trọng, để cho các cái cô dược sĩ có thể đến và tư vấn cho bệnh nhân và kiểm soát là thật sự là có bị dư thuốc hay không, có quên uống thuốc hay không. Thì có gì lát nữa cái Hà sẽ chia sẻ cái hoạt động của mình ở Việt Nam, thì mọi người mình sẽ về lại cái slide này ha. Còn mình cũng xin dành một ít phút cuối cùng để mà nói về cái cách can thiệp ở Nhật đó. Thì như mọi người thấy là cái vấn đề mà giảm thuốc này không phải là trách nhiệm của ai hết á. Bây giờ ở Nhật là không có một cái incentive, một cái động lực nào để cho bác sĩ và dược sĩ can thiệp vào hết. Như mọi người thấy là chỉ có $20 để mà giảm bớt hai loại thuốc đó, mà phải nói chuyện rất là lâu, hầu như là phải 30 phút, thậm chí là phải hẹn một buổi khác để nói chuyện với những người nhà. Rồi bác sĩ phải viết thư đi giải thích cho tất cả những người bác sĩ đã cho cái đơn thuốc đó, để cho họ không có bị bất ngờ khi bệnh nhân quay lại, bệnh nhân nói là ông bác sĩ Quý đó, ông giảm bớt hai cái loại thuốc này là vì ông nói là tôi uống nhiều quá mà có thể gây hại. Vậy là có thể bác sĩ mà cái đơn họ là bị nóng mặt, Đó, thành ra là các bác sĩ phải giao tiếp với nhau rất là tốt để mà không có làm mất cái niềm tin ở bệnh nhân. Và chúng ta phải có một cái kế hoạch theo dõi và điều trị và điều chỉnh để cho bệnh nhân không có thấy bị lạc lõng, ví dụ như giảm 2 loại thuốc xong rồi bye bye đi rồi lại có chuyện gì sao, đúng không? Thành ra là tất cả những cái can thiệp này đều cần phải có một cái đầu tư nhất định, làm sao để cho cái thông tin của bệnh nhân nó được chia sẻ đồng đều cho các cái cơ sở y tế liên quan. Quý chỉ xin nói thêm cái này, lúc này cũng có hỏi mọi người đó, cái câu này thì không biết ai nói, nhưng mà cái dấu hiệu của một người bác sĩ tốt đó là làm sao để mà giúp bệnh nhân bỏ bớt thuốc và cố gắng chuyển qua những cái can thiệp mà không dùng thuốc. Ví dụ như giảm cân không phải là uống trà Herbalife hay là những cái loại thực phẩm chức năng hay là gì đó, mà phải làm sao ví dụ giúp bệnh nhân tập thể dục nhiều hơn rồi giảm cân nặng qua đường ăn uống chẳng hạn như vậy, chứ không phải là cứ cái gì cũng phải dùng thuốc. Chúng ta phải chú ý là có rất nhiều phương pháp không dùng thuốc cũng có thể giúp được bệnh nhân thay đổi cái cục diện. Xin cảm ơn sự theo dõi của mọi người và mình xin chuyển mic cho Dược sĩ Hà để nói thêm về cái hoạt động Hà và các bạn trẻ ở Đại học Phạm Ngọc Thạch vừa bắt đầu khởi xướng bệnh viện Nguyễn Tri Phương ha. Cho mình một phút được không? Mình xin đọc một số câu hỏi của các bạn phía dưới đi để cho các bạn phía trên có thể trả lời. Có một anh hỏi là mong các anh chị cho ý kiến về việc sử dụng 5 loại thuốc tân dược và 3 thành phẩm nguồn gốc dược liệu và có một bài thuốc sắc đông y khoảng 20 vị dược liệu. Tình trạng bệnh nhân khá nặng tuổi trên 60, thậm chí phải hồi sức cấp cứu. Như vậy ý kiến về việc đó như thế nào? Có ý kiến chứ, tại vì em chuẩn bị phải đi làm đó. Thì câu hỏi của bạn dược sĩ đó rất là hay, tuy nhiên có còn thiếu nhiều thông tin. Ví dụ như là em không biết bệnh nhân đó dị ứng những cái gì, tình trạng bệnh là sao, bệnh lý như thế nào mà phải sử dụng nhiều thuốc như vậy. Trong số đó có những cái thuốc nào mà bác sĩ kê toa, những thuốc nào bệnh nhân tự mua hay người nhà mua, và phải xét lại xem là những cái thuốc đó chỉ định nó có rõ ràng hay không, liều lượng như thế nào trước khi mình có ý kiến là liệu cái thuốc đó. Nếu như thuốc nào giống như anh Quý thì em cũng xin giới thiệu nhanh luôn là giống như là anh Quý có hỏi là ở bên Canada có cái công cụ gì, thì ở bên Canada nó có một công cụ gọi là de-prescribing, thì nó sẽ là dưới dạng website hoặc gần đây nó có cái app luôn. Nó dựa trên nó sẽ đưa ra những cái guidelines hoặc là những cái cách để cho bác sĩ và dược sĩ họ xem xét để họ giảm hoặc ngừng kê toa những cái thuốc không hợp lý, ví dụ như PPI hay những cái thuốc như là memantine, những thuốc kháng cholinesterase, benzodiazepine. Thì em sẽ chia sẻ cái link đó và có thể mọi người xem xét thêm ha. Và cũng ngoài ra em xin nói thêm trước khi em đi luôn là Polypharmacy giống như anh chị có chia sẻ đó, là nó đôi lúc là nó cần, tại vì là theo guideline điều trị phải tuân thủ như vậy. Thì có những cái cách để mình giảm cái gánh nặng về cái số lượng thuốc cho bệnh nhân, đó là mình có thể coi mình phối hợp hay không, như là tiểu đường mà metformin với lại cytaclyptin thì có thể phối hợp thành một cái viên kết hợp cho bệnh nhân chẳng hạn, để bệnh nhân giảm gánh nặng về cái số lượng viên ha. Hoặc là loãng xương thì nó có cái chế độ liều từng tháng hay là từng tuần, ví dụ như bệnh nhân cảm thấy tôi uống từng tuần tôi không có nhớ hoặc là tôi nhiều thuốc quá thì có thể cần cân nhắc là liên lạc với bác sĩ để mình dược sĩ có thể đề nghị là chuyển qua cái chế độ hàng tháng, thì như vậy nó cũng sẽ tăng cường tuân trị cho bệnh nhân. Và giống như các anh chị cũng nói luôn là phải trao đổi giữa dược sĩ bác sĩ khi mà phát hiện có những cái sai sót nào đó về thuốc. Và như em thấy thông thường là bệnh nhân mới nhập viện hoặc bệnh nhân xuất viện sẽ là những cái lúc mà xảy ra sai sót về thuốc rất là nhiều. Và lúc đó thì cái người dược sĩ họ phải làm một cái việc gọi là kiểm tra lại cái hồ sơ thuốc. Những cái thuốc trước khi bệnh nhân vô viện là thuốc gì, thuốc sau khi ra viện là thuốc gì, hai cái đó nó gộp lại với nhau thì nó có những cái gì mà nó trùng lặp về trị liệu hay không, có những thuốc gì cần phải ngừng hay không. Thì cái đó là vai trò của dược sĩ ha. Còn các anh chị mà bác sĩ mà lo lắng là tương tác thuốc mình không biết nhiều thì thật ra các anh chị không cần phải lo lắng nhiều, bởi vì việc đó là việc của dược sĩ. Dược sĩ có cái phần mềm để check về tương tác thuốc và họ được đào tạo nhiều về tương tác thuốc, về tác dụng phụ của thuốc, thì họ sẽ hỗ trợ cho các bác sĩ trong cái việc sử dụng thuốc hợp lý ở bệnh nhân. Thì em chỉ muốn nói vậy thôi. Thì trong xu hướng tương lai thì bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng cũng như những cái bạn mà người ta gọi là personal social worker hay sao đó, em không biết ở Việt Nam có cái hình thức đó không, thì kết hợp thành một cái health team, một cái nhóm để giúp cho bệnh nhân và người nhà hiểu rõ và tuân thủ điều trị cũng như là giảm những cái thuốc không hợp lý. Dạ, thì thôi em xin hết, bây giờ em phải đi làm. Thì rất là cảm ơn đã cho em tham dự một cái buổi trao đổi rất là lý thú để em có cái nhìn thêm về Nhật ở Việt Nam và cũng như là Úc. Thì em hy vọng là trong tương lai thì mình sẽ có những cái buổi trao đổi như vậy nữa. Dạ, xin hết. Dạ, xin cảm ơn. Xin nói câu hỏi. Có câu hỏi thứ hai của bạn Đinh Xuân Cường là xin hỏi các bác sĩ ở nước ngoài bên đó có thuốc đặc trị chữa khỏi bệnh đi tiểu nhiều, bàng quang tăng hoạt, OAB chưa? Cảm ơn. Các bác sĩ Quý trả lời. Nếu không thì anh trả lời sao hết. Dạ, cái bệnh mà bàng quang tăng hoạt này thực ra nó cũng có thể chia ra một số cái nhóm nhỏ nữa về để mà biết các cái nguyên nhân cụ thể. Nhưng mà các cái thuốc điều trị chính thì vẫn đã có rồi đó. Mình sẽ góp ý thêm một chút, tức là xin các bạn á, vì chúng ta nên nói thứ nhất là câu hỏi nó nên vào cái chủ đề chứ không phải không trả lời được những câu này. Thứ hai nữa là các bạn biết là ví dụ như cái câu hỏi của bạn thì nó sẽ giải thích ra là ví dụ như mình bác sĩ điều trị mình phải có nguyên nhân nào, ví dụ như là nguyên nhân là cái tiến triển liệt nó có vấn đề là khác, nguyên nhân của cái yếu bàng quang thì điều trị khác, nguyên nhân là yếu cái hệ thống thần kinh nó dẫn vào cái bàng quang thì lại khác nữa. Cho nên là cái này bạn nên hỏi bác sĩ người điều trị cho bạn thì tốt hơn. Vì nó không mình bọn lý là những cái bác sĩ mà chúng ta không phải là tư vấn một trên một, các bạn chú ý cái điều đó. Nên là mình trả lời tạm cho bạn câu đó để giúp là không phải chúng ta không trả lời được mà không đủ cái dữ liệu để trả lời đó. Rồi còn một cái câu cuối là có một cái bạn hỏi rằng nếu mà nói là các thuốc generic và brand name nó như nhau thì liệu các thuốc của Trung Quốc và Ấn Độ có đủ độ tin cậy hay không, và chắc mình trả lời luôn nó thật là mặc dù theo lý thuyết các thuốc brand name và thuốc generic là nó cùng các độ thành phần, nhưng mà chúng ta biết rằng nếu cái định nghĩa của thuốc generic với brand name nó chỉ khác nhau ở điểm đó là về định nghĩa nó phải là bioequivalent, tức là cái hiệu ứng sinh học phải tương đương nhau, nhưng mà mình không biết là Việt Nam người ta có kiểm tra cái đó hay không, hay là người ta chỉ tin tưởng rằng các thành phần giống nhau là cho giống nhau. Chúng ta thấy ví dụ như những cái vụ VN Pharma chúng ta thấy rồi, nhiều lúc chúng ta bảo hai thành phần nó giống 97% nó giống nhau, chất lượng giống nhau là như nhau. Xin lỗi, không phải, vì cái tá dược hoặc là vì cái dẫn kết nó phải bị, nếu các bạn hiểu về y học tức là phải là tương đương sinh học với nhau cơ, tức là khi ví dụ như thuốc nó phải hấp thụ nhau và nó ra nó đến là cái thành phần nó phải bằng nhau. Và nếu chúng ta nói hai cái đó giống hệt nhau nhưng mà không khi mà cái giống như gọi là cái thuốc này nó có chất A chất B cái hàm lượng bằng nhau, nhưng mà khi nó vào cơ thể nó giải ra mà không bằng nhau thì nó không được bằng nhau đâu. Và thực tế mà nói là trên y khoa mà nói thì ở bên Úc, ngay cả Úc thôi là một cái nước tương đối tốt, thì các cái thuốc mà gọi là generic và brand name nó nhiều thuốc không như nhau đâu. Ví dụ nhất là cái tác dụng phụ á, chẳng hạn như là ví dụ cái thuốc này người ta uống đó mà cho cái rẻ tiền cái người ta bị nhức đầu rất nhiều, và rất nhiều bệnh nhân đã đến phòng mặt sẵn sàng vứt lại cái thuốc đó, họ xin lại cái toa khác, tức là người ta mất tiền. Cho nên chúng ta phải biết rằng ở Úc người ta cho rằng cái quyền của bệnh nhân là quyền cao nhất, một người bác sĩ có thể mát vào trong cái toa là không có đổi thuốc cho bệnh nhân thì là pharmacy không có quyền đổi người khác. Còn đa số bác sĩ thì cũng không muốn, bởi vì cái việc chỗ là dùng cái nó sẽ cái gọi là thuốc là phổ thông á, thì nó giúp cho chính phủ xếp nhiều tiền và xếp cho bệnh nhân nhiều, nhưng mà sức khỏe của bệnh nhân là quan trọng hết, và quan trọng trên hết, và bệnh nhân là người có quyền quyết định nhất. Tôi sẵn sàng trả nhiều tiền để cái việc đó tốt, thì chúng ta không lý nào mà bác cái chuyện đó được. Đó là trả lời các câu hỏi như vậy. Mình có nói thêm một cái điều nữa là vấn đề mà nãy chúng ta nói nhiều, thực ra chúng ta lại nói toàn với vấn đề bác sĩ mà chúng ta không nói rằng làm sao bệnh nhân nói để được có cái lợi ích để mà tránh được cái vấn đề đau thuốc này. Người bệnh nhân đó, nếu bác sĩ mà kê toa nên hỏi thuốc này là thuốc điều trị cho bệnh gì và điều trị trong bao lâu, tôi cần phải dùng trong bao lâu, thuốc này có tác dụng phụ như thế nào. Vì khi các bạn hỏi được cái điều đó thì các bạn sẽ gặp một bác sĩ khác về cái biểu hiện khác. Hoặc là ví dụ các bạn có thể hỏi là có thể cái thuốc đó cần thiết không, nhưng mà câu hỏi đó có thể gặp người bác sĩ mà người ta phải đứng thì có thể các bạn có thể hỏi. Cho nên là rõ ràng là mặt đó, là bác sĩ cũng phải thay đổi và bệnh nhân cũng phải thay đổi. Riêng bệnh nhân có một cái thay đổi mà mình nghĩ là rất là hiệu quả là khi mà đi khám bác sĩ mới hoặc là kể tái khám, các bạn nên mang tất cả các thuốc các bạn đi, hoặc là các cái toa thuốc đi, kể cả những thuốc mà không có trong toa, hoặc là những thuốc gọi là thực phẩm chức năng, hoặc là thuốc đông y. Bởi vì tất cả những thứ đó sẽ giúp cho người bác sĩ người ta điều trị, người ta cần cho thuốc các bạn nữa hay không, hay là người ta coi tại vì cái đó gây ra cái vấn đề, nhờ đó mà tránh được. Hoặc là một cái điều quan trọng nữa là cái ứng dụng công nghệ hiện nay, nhiều người có mô còn phone, chúng ta chụp hình cái thuốc mà chúng ta uống lại. Thì cái điều đó nó, nếu các bạn đi xa, các bạn cứ không mang thuốc được thì người bác sĩ người ta biết là các bạn đang uống thuốc nào, liều lượng bao nhiêu và người bác sĩ nào kê toa dạng, thì nó rất là hiệu quả. Bây giờ chắc nhường lại cho Dược sĩ Hà nói về cái dự án của Dược sĩ Hà ha. Cảm ơn anh Hiệp đã chia sẻ những thông tin rất là hay. Em xin chia sẻ một xí về hoạt động tư vấn dùng thuốc cho bệnh nhân bởi dược sĩ. Thì đây là cái hoạt động mà các dược sĩ đã triển khai từ đầu tháng 4 tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, và mục tiêu là tư vấn dùng thuốc cho bệnh nhân ngoại trú bởi các cái dược sĩ lâm sàng, tức là bệnh nhân sau khi mà nhận đơn thuốc của bác sĩ và đến khoa dược để lấy thuốc, thì nếu như bệnh nhân cảm giác là muốn cần được tư vấn kỹ hơn thì bệnh nhân sẽ vào cái phòng tư vấn và được tư vấn miễn phí. Thì hiện nay có một cái dược sĩ lâm sàng sẽ trực theo giờ hành chính trong một tuần, và sau đó sẽ luân phiên một cái dược sĩ khác. Như vậy bảo đảm là ngày nào cũng có dược sĩ trực ở cái phòng tư vấn này. Em share cái màn hình đi anh. Em share rồi á. Chưa thấy. Không, tức là phải có cái... phải ảnh kia. Sorry. Anh Hiệp ơi, em xin 30 giây để trả lời một câu hỏi của bệnh nhân nè. Làm sao để từ chối việc bác sĩ kê thực phẩm chức năng trong toa? Mình nghĩ là qua những cái chia sẻ lúc này đó thì mọi người có thể biết được là cái thực phẩm chức năng đó, thực ra là nó thuộc cái nhóm gọi là có thể bỏ được. Nó không phải là cái thuốc thiết yếu. Và vì thế cho nên là nếu mà mình đủ có thời gian để hỏi ngược lại bác sĩ là thực sự cái này có cần hay không, thì mình hỏi lại bác sĩ đó, hoặc không thì đem ra hỏi dược sĩ hoặc là hỏi một bác sĩ khác. Nghe đâu là những cái thuốc thực phẩm chức năng sẽ không được bảo hiểm chi trả, cho nên là mình có thể giả vờ gọi là than nghèo kể khổ để cho bác sĩ nói tôi hết tiền, tôi không có tiền mua thuốc này, thì giảm bớt tiền cho tôi được không, thì thế nào bác sĩ cũng sẽ giảm bớt. Có cái thứ hai nữa là nếu mà đằng nào phải mua thì cứ mua về xài hoặc là không xài. Nếu mà sợ phí tiền thì cứ xài thử đi, nhưng mà khoảng 2 tuần sau nhớ gặp lại bác sĩ đó, nói là tôi thấy không có tác dụng gì hết á, thì yêu cầu bỏ thuốc đó đi thôi. Thì mình đó là một cách hành xử rất là nhẹ nhàng, và bác sĩ cũng sẽ không có cái lý do gì để mà có thể tiếp tục cái thuốc đó cho mình hết. Không biết là Hà có ý kiến khác không? Dạ em đồng ý ạ. Dạ. Nếu mà bệnh nhân thực sự bệnh nhân cho bác sĩ thấy mình là một người có kiến thức thì rất là nhiều bác sĩ người ta sẽ không có dám tự tiền thêm những cái thuốc mà không có hiệu quả như vậy. Mời Hà tiếp tục ha. Thường thì khi mà một bệnh nhân bước vào phòng tư vấn thì tụi em sẽ có các cái bước tư vấn như sau, là đầu tiên là chào hỏi, giới thiệu bản thân và tìm hiểu xem là bệnh nhân có nhu cầu cần tư vấn về cái nội dung gì. Sau đó thì tụi em sẽ bắt, trước khi mà trả lời ngay trực tiếp với câu hỏi của bệnh nhân thì tụi em phải thu thập các cái thông tin của bệnh nhân như là tên tuổi, rồi là chẩn đoán của bác sĩ, rồi xem lại cái đơn thuốc hiện tại của bệnh nhân, rồi cũng như phải hỏi lại cái tiền sử bệnh của bệnh nhân, tiền sử dùng thuốc, tức là những cái thuốc của bệnh nhân dùng trước đây, rồi hiệu quả điều trị của những cái thuốc cũ nó như thế nào, rồi là về tác dụng phụ trong quá trình dùng thuốc như vậy thì có gặp những cái tác dụng có hại hay không, rồi bệnh nhân có uống những cái thuốc này theo đơn của bác sĩ một cách đều đặn hay không, bởi vì đôi khi bệnh nhân nhập viện là do trong cái đơn cũ của bệnh nhân có một cái thuốc gì đó nó gây ra một cái triệu chứng chẳng hạn, thì nếu như mà dược sĩ có thời gian hỏi kỹ những cái thông tin này của bệnh nhân thì sẽ giúp bác sĩ cung cấp thêm cho bác sĩ những cái thông tin để mà kê một cái đơn mới nó hiệu quả nhất, nó ít thuốc nhất. Và đôi khi bệnh nhân vào phòng tư vấn họ hỏi một câu rất là đơn giản, nhưng mà tụi em phải cũng không trả lời ngay mà phải thu thập thông tin của bệnh nhân rất là đầy đủ, rồi trước đó rồi sau đó mới tư vấn cho bệnh nhân. Sau đó tụi em sẽ cung cấp thông tin cho bệnh nhân từng thuốc một, là lý do của mỗi thuốc điều trị là dùng để làm gì, liều dùng như thế nào, cách dùng, thời điểm uống thuốc. Và đặc biệt là tụi em có nhấn mạnh cái chuyện tuân thủ điều trị, tức là có một số thuốc cần phải dùng hàng ngày đều đặn chẳng hạn, những thuốc rất là quan trọng thì bệnh nhân cần phải tuân thủ, và lưu ý bệnh nhân một số cái dấu hiệu mà có hại và bệnh nhân có thể sau khi uống thuốc một thời gian nếu như mà ghi nhận các cái dấu hiệu có hại đó thì khuyên bệnh nhân cần tái khám gặp bác sĩ hoặc là điều dưỡng để bác sĩ quyết định xem có phải thay đổi thuốc hay không. Và cuối cùng kết thúc để tư vấn thì sẽ là kiểm tra lại mức độ hiệu của bệnh nhân, đặc biệt là một số thuốc mà có cái cách dùng thuốc đặc biệt, ví dụ như thuốc hen hay thuốc tiêm insulin chẳng hạn, thì đôi khi tụi em phải hỏi rất là kỹ và yêu cầu bệnh nhân là mô tả lại cái cách sử dụng thuốc để xem là bệnh nhân có thực sự hiểu cái cách dùng thuốc đúng hay không, và cũng như hỏi bệnh nhân còn thắc mắc gì hay không. Và cảm ơn, chào tạm biệt. Cũng như một số bệnh nhân mà khi mà tư vấn tụi em cảm giác chưa an tâm và muốn sẽ hẹn lại bệnh nhân là một tháng sau khi mà tái khám thì cần quay lại cái phòng tư vấn để tụi em kiểm tra lại xem như thế nào. Thì tụi em cũng soạn những cái biểu mẫu chuẩn để mà trong quá trình mà phỏng vấn bệnh nhân, tư vấn cho bệnh nhân thì giúp cho quá trình tư vấn nó diễn ra nhanh hơn. Thì đây là cái form mà tụi em hay điền thông tin của bệnh nhân trước khi mỗi lần mà tư vấn thuốc cho bệnh nhân. Sau khi tư vấn cho bệnh nhân, tụi em cũng lưu các cái thông tin đã tư vấn theo một cái file online để theo dõi những cái hoạt động tư vấn của mình, cũng như là cải tiến chất lượng tư vấn trong tương lai. Thường thì những bệnh nhân mà yêu cầu tư vấn thường là những bệnh nhân họ có một cái thuốc mới, tự nhiên bác sĩ kê một cái thuốc mới hoặc là một cái biệt dược mới và họ thắc mắc và họ không biết là thuốc này là để điều trị bệnh gì, thì họ sẽ bước vào phòng tư vấn để hỏi. Hoặc là được bác sĩ kê một cái thuốc mà với cái dạng bào chế nó rất là đặc biệt, ví dụ như là một cái bút tiêm insulin, hay là đặc biệt là các cái bình mà điều trị hen hay COPD, với những cái thao tác sử dụng rất là phức tạp, thì bệnh nhân hầu như là rất là lúng túng và yêu cầu dược sĩ giải thích kỹ hơn. Hoặc là cũng rất là nhiều trường hợp tụi em gặp phải đó là bệnh nhân khám 2 khoa hay 3 khoa khác nhau và có 2-3 đơn, và lúc đó thì bệnh nhân vào và hỏi dược sĩ là nếu như tôi uống 2 cái đơn này cùng một lần thì có gặp tương tác hay không. Một cái trường hợp khác đó là bệnh nhân cầm một cái bịch thuốc và quá nhiều thuốc, và bệnh nhân hoang mang và vào hỏi dược sĩ là tại sao lại nhiều thuốc vậy, và công dụng của mỗi thuốc là như thế nào, và cái cách uống là như thế nào. Thì chính là cái vấn đề của polypharmacy đó, hầu như bệnh nhân nào mà vào phòng tư vấn thì cũng là đều là nhiều thuốc cả. Và cũng có những trường hợp là bác sĩ chủ động giới thiệu bệnh nhân xuống gặp dược sĩ để được tư vấn kỹ hơn, bởi vì thấy bệnh nhân là dùng thuốc sai. Thì đấy cũng là cái tín hiệu vui để cho thấy rằng là bác sĩ cũng bắt đầu coi như là hỗ trợ và hợp tác cùng với dược sĩ trong việc là tư vấn và chăm sóc bệnh nhân. Cái này chắc là em lướt qua thôi, bởi vì đây là một số cái kết quả tư vấn. Em chia sẻ một số kinh nghiệm khi mà triển khai cái hoạt động tư vấn này. Cho anh hỏi một xíu. Có một câu hỏi từ bác sĩ Nguyễn Đình Vân ở Canada đó, hỏi là cái cách mà quản lý thuốc trần thống mà dạng opioid như thế nào. Thì bởi vì anh bên Nhật cũng thế, tức là mỗi khi mà mình bắt đầu cái loại thuốc đó, những loại thuốc như morphine hay gì đó, thì cái thời gian mà để giải thích cho bệnh nhân rất là lâu để cho họ hiểu được là cái thuốc đó nó không phải là như lời đồn là tác dụng phụ nặng nề xong rồi gần chết mới xài hay gì đó, để cho người ta thông được cái chuyện đó. Thì ngoài bác sĩ, dược sĩ cũng giúp ích rất là nhiều để cho bệnh nhân hiểu cái cách xài. Thì không biết là em có kinh nghiệm tư vấn về những cái loại thuốc về... Anh hỏi là câu hỏi đúng ạ, em không nghe rõ lắm. Tức là bác sĩ Đình Vân có hỏi là cách quản lý thuốc giảm đau mà dạng opioid, dạng ma túy trong y tế đó. Dạ. Yeah. Như thế nào? Opioid ở Việt Nam thì em nghĩ cái vấn đề đôi khi là hiện nay quản lý hơi chặt quá. Tức là nó được xếp vào cái thuộc cái nghiện hướng tâm thần và quản lý cái đơn cũng như rất là chặt, tức là nó kê trên một cái biểu mẫu riêng rồi. Hầu như là hiện nay những cái bệnh nhân, đặc biệt những bệnh nhân ung thư chẳng hạn, giai đoạn cuối và cần rất là nhiều thuốc giảm đau, và cái việc chăm sóc giảm đau, chăm sóc giảm nhẹ cho những bệnh nhân giai đoạn cuối của cuộc đời ấy, thì hiện nay trên thế giới cái quyền được giảm đau, tức là cái quyền được không đau trong cái giai đoạn cuối của cuộc đời, đó là cái quyền của bệnh nhân. Tuy nhiên hiện nay với cái quản lý của opioid đôi khi nó chặt quá thì cũng khiến cho một số bệnh nhân có nhu cầu giảm đau thì khó tiếp cận được với thuốc. Nó chặt như thế nào? Tức là bởi vì đôi khi bác sĩ sợ rằng là bệnh nhân hoặc là đôi khi tức là phải có nhiều giấy tờ mới được lấy cái thuốc đó, đúng không? Tức là nó đúng là nó phải kê, nó phải kê có nhiều bản sao lưu, rồi là phải bệnh nhân mà sau khi dùng xong phải trả vỏ cho bác sĩ, tức là sau khi dùng xong phải những cái vỏ đó phải được đem trả lại cho bác sĩ cái nơi mà kê đơn. Và nếu như thiếu vỏ chẳng hạn thì nó rất là khó. Hoặc là trong trường hợp mà bị bể hay là bị vỡ thì cũng phải làm những cái thủ tục chứng minh nó là bị vỡ, bị bể thật chẳng hạn. Bởi vì cũng có những trường hợp họ lợi dụng cái chuyện kê opioid của bác sĩ để mà họ tuồn một số thuốc opioid ra và họ bán chẳng hạn. Thì một số phân tử nhỏ thôi, họ lợi dụng cái kẽ hở trong cái kê đơn đó và họ lấy cái chế phẩm đó họ bán cho những cái người có nhu cầu về nghiền chẳng hạn. Nhưng mà đó là một cái tiểu một cái số nhỏ thôi, nhưng vì chính cái số nhỏ đó làm cho cái việc kê opioid nó được thắt chặt đi, thì thắt chặt đi thì những cái bệnh nhân có nhu cầu thực sự lại khó tiếp cận. Thì dạ, cảm ơn em. Anh hỏi thêm một cái là khi mà dược sĩ có giúp cho bác sĩ tư vấn về cách dùng những cái thuốc đó không? Ở Việt Nam bây giờ hiện nay em nghĩ cái hoạt động mà dược sĩ tư vấn không quá phổ biến. Tức là những bệnh nhân nếu như đã dùng opioid thì đa số là những người bệnh nhân mà đau nặng nhiều như vậy trong phẫu thuật hoặc là trong ung thư. Và trong ung thư thì hiện nay dược sĩ mà tham gia trong cái team mà chăm sóc cho bệnh nhân ung thư thì cũng không phải là bệnh viện nào cũng có những cái dược sĩ lâm sàng phối hợp chặt chẽ cùng với bác sĩ để tư vấn trong cái dùng opioid. Tất nhiên là càng ngày cái vai trò của dược sĩ lâm sàng càng được coi trọng hơn, được tham gia nhiều hơn trong các cái team chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là những cái team mà ICU hay là kháng sinh hay là ung thư. Nhưng mà nó vẫn đang giai đoạn setup ban đầu, và cái phần tư vấn thì nếu như vai trò thực sự của dược sĩ em nghĩ là đáng xây dựng chứ không hẳn là được tốt như ở các nước. Ở các nước thì chính dược sĩ đôi khi là người hỗ trợ bác sĩ về cái chuyện là chuyển giữa các cái dạng opioid sao cho nó tương đương, chuyển từ dạng này sang từ dạng tiêm, sang từ dạng uống, từ dạng giải phóng nhân sang giải phóng kéo dài chẳng hạn. Rồi rất là nhiều rồi là đào tạo về tư vấn cho bác sĩ về chuyện là kê những cái thuốc để phòng các ADR liên quan đến opioid, ví dụ như là dùng thuốc nhuần tràng khi mình cái opioid là lâu dài cho bệnh nhân, trên bệnh nhân già hay dễ bị táo bón chẳng hạn, hay là tư vấn cho cái chuyện là cái đó Việt Nam còn ít đúng không? Tức là em mình nghĩ là vai trò của dược sĩ trong đó nó có rất là nhiều lợi ích, nhưng mà vẫn chưa triển khai hay sao? Hay là phải là bệnh Việt Nam cũng có nhân lực dược để song hành cùng với bác sĩ. Dạ. Yeah. À, vì như ở nước ở bên Nhật này thì nhiều khi bác sĩ quên kê những cái loại thuốc mà bổ trợ chống táo bón hay chống buồn nôn đấy, thì là chính những người dược sĩ họ gọi điện lên họ yêu cầu thêm cho bệnh nhân. Dạ đúng rồi. Dạ em tiếp về cái kinh nghiệm triển khai đi. Dạ. Thì kinh nghiệm triển khai của cái hoạt động tư vấn đó là vì cái kỹ năng mà tư vấn của dược sĩ có thể là trong chương trình đào tạo đại học ấy, chưa được đào tạo kỹ, do đó khi mà triển khai tại bệnh viện thì chính các dược sĩ phải được tập huấn lại về kỹ năng tư vấn, ví dụ như phải ôn lại các cái kiến thức chuyên môn, rồi là phải rèn luyện, phải được training các kỹ năng về giao tiếp, ví dụ như cụ thể là phải sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu cho bệnh nhân rồi chẳng hạn, rồi kỹ năng tra cứu thông tin, bởi vì rất là nhiều cái câu hỏi của bệnh nhân hoặc là những cái đơn thuốc, những cái chỉ định thuốc mới, và bản thân dược sĩ không thể có kiến thức ngay để mà trả lời câu hỏi của bệnh nhân ngay lập tức. Như vậy cái kỹ năng tra cứu thông tin là cực kỳ quan trọng. Chính vì vậy mà cái phòng tư vấn luôn luôn có máy tính, có mạng internet, có tài liệu, có sách để mà luôn luôn tra cứu. Và dược sĩ cũng phải luôn luôn can đảm là nói bệnh nhân là bác ngồi nghĩ và đợi trong giây lát để cháu tìm cái thông tin và để cháu tư vấn cho bác. Như vậy mình phải có cái thời gian để tra cứu trước khi mà đưa ra một cái câu trả lời cho nó thật chính xác, chứ không được phép là suy đoán hoặc là mang tính trả lời những câu hỏi mà mình còn chưa chắc chắn. Mình cũng nên có những cái biểu mẫu làm việc chuẩn để giúp cho cái việc làm việc của mình nó nhanh hơn và nó chuẩn hóa. Cũng như dược sĩ cũng phải chuẩn bị sẵn các cái tài liệu để phục vụ cho tư vấn. Ví dụ như mình lưu lại các cái video mà trên YouTube nó miêu tả cái cách hướng dẫn về cách sử dụng thuốc rất là dễ hiểu chẳng hạn. Ví dụ như những cái buổi tiêm insulin hay những cái bình xịt hen thì không có cái cách gì dễ bằng là chiếu một cái video ở trên YouTube và cho bệnh nhân thấy một cái video và giải thích cho bệnh nhân cái cách dùng theo cái video đó, thì bệnh nhân sẽ dễ hiểu nhất. Cũng như cũng chuẩn bị các cái flyer, các cái tài liệu bằng giấy ngắn gọn dễ hiểu, ví dụ như các cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng về thuốc đàn là như thế nào, rồi các cái cách sử dụng của bột tiêm insulin như thế nào, những cái tờ cực kỳ ngắn gọn và nó phù hợp với bệnh nhân. Cũng như soạn sẵn các sticker nhỏ nhỏ ngắn ngắn, các cái thông tin ngắn gọn để dán vào cái vị thuốc hoặc là hộp thuốc cho bệnh nhân, ví dụ như cái thuốc này là không được bảo quản ngăn đông của tủ lạnh chẳng hạn, hay là thuốc này bảo quản tránh ánh sáng chẳng hạn, tức là những cái sticker chuẩn hóa và thông tin ngắn gọn. Còn vai trò của dược sĩ thì mình phải ý, mỗi dược sĩ cần phải hiểu rõ rằng là khi mình tư vấn như vậy thì trước khi mình tư vấn mình phải luôn luôn phải đặt một cái mục tiêu đầu tiên là phân tích có cái đơn thuốc đó nó hợp lý chưa đã, tức là mình lướt qua xem cái chỉ định rồi xem các cái đơn thuốc, đọc tất cả các cái đơn thuốc mà bệnh nhân được kê tại thời điểm hiện tại, cũng như phỏng vấn của bệnh nhân về cái tiền. Anh hỏi một xíu nhá. Dạ. Anh hỏi một xíu, tức là ở nước ngoài á, thì có bệnh án điện tử, tức là em có thể log in và em biết được là bệnh sử của bệnh nhân đó như gì, hiện tại đang có cái bệnh gì mới kê cái thuốc đó. Nhưng mà trong trường hợp ở Việt Nam, nếu mà hồ sơ bằng giấy hết, bệnh nhân cũng biết là họ bị bệnh gì luôn, thì làm sao em tư vấn? Thường thì bệnh nhân có một cái cuộn sổ khám ngoại trú, và trong quyển sổ đó lưu tất cả các cái đơn thuốc trước đây và bác sĩ kê cho bệnh nhân trước đó, nên là một quyển sổ của bệnh nhân thường rất là dài, và khi nào bệnh nhân vào thì em cũng phải dành một cái thời gian để em đọc lướt qua các cái đơn thuốc cũ, các cái tình trạng kê đơn trước đây, và mỗi cái chẩn đoán của bác sĩ em luôn luôn hỏi bệnh nhân là cái bệnh này mắc bao nhiêu lâu rồi, để em nắm được là hiện nay cái bệnh này thì khả năng là bệnh nhân đã quen với cái bệnh này chưa, đã được kê nhiều lần chưa. Thì lúc đó thì mình sẽ biết là bệnh nào là bệnh lâu dài của bệnh nhân và bệnh nào là bệnh cấp tính và hoặc là mới phát hiện của bệnh nhân. Thì mình khi mình hỏi kỹ như vậy thì cùng với thêm là cũng như anh Hiệp lúc nãy nói là có những bệnh nhân đôi khi sổ khám bệnh cũng không mang theo thuốc cũng không mang theo, và hầu như chỉ có cái sổ khám bệnh mới nhất và cái đơn thuốc mới nhất, thì lúc đó hầu như mình không có nhiều thông tin, thì mình có thể hẹn bệnh nhân lại là những cái lần tái khám tiếp theo thì bác nhớ là mang theo cái thuốc, hoặc là chụp ảnh thuốc, hoặc là để mang theo những cái đơn thuốc cũ để mình có thêm cái thông tin thì mình mới tư vấn được. Dạ, thì vấn đề ở đây là nó đưa về cái bệnh án điện tử đó, rất là quan trọng trong cái hệ thống y tế hiện tại đó, là chúng ta phải biết được là cái mục tiêu điều trị là gì, và những cái thuốc trước đó đã thỏa mãn cái mục tiêu đó chưa, và vì sao lại phải có cái sự thay đổi đơn thuốc theo cái ý lệnh của bác sĩ mới như thế. Nhân cái câu hỏi của anh Quý thì em cũng chia sẻ một tin vui luôn. Như vậy lúc nãy anh Hiệp cũng có nói là hiện nay Bộ Y tế Việt Nam rất coi trọng cái phát triển mạng lưới y học gia đình, và với sự hỗ trợ của các cái chính phủ Mỹ, thì ngay tại một cái phòng khám y học gia đình của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ấy, đang triển khai cái gọi là bệnh án điện tử dành cho bác sĩ gia đình, và nếu như mà bệnh nhân tới đó khám thì sẽ được mở một cái bệnh án điện tử, và toàn bộ những cái đơn thuốc, những cái dữ liệu điều trị của bệnh nhân sẽ được chuyển vào bệnh án điện tử đó và được lưu gọi như mãi mãi á. Và đó thì nước ngoài họ cũng làm rồi đó, hy vọng là cái đó là nó làm cũng có một số cái, ví dụ rất là giả sử như trước đây nếu như bệnh nhân tới đó đăng ký mở một cái tài khoản như vậy, thì tất cả những cái đơn thuốc cũ bệnh nhân có thể mang tới và được bác sĩ tại trung tâm đó chụp ảnh để đưa nó trở thành dưới dạng điện tử, để lưu nó trở thành một cái hồ sơ duy nhất, và bệnh nhân mà mỗi lần quay lại khám đó thì bác sĩ điều trị phải mở cái hồ sơ đó ra trước khi mà khám bệnh cho bệnh nhân hay là một cái đơn thuốc mới. Thì hiện nay em có thể nói tiếp cái slide tiếp theo, tại vì anh sợ thời gian còn lại hơi ít đó. Dạ rồi. Ok. Anh có hỏi là thách thức khi mà triển khai cái hoạt động mới này thì như thế nào? Thì thứ nhất là hiện nay cái việc tư vấn này, em nghĩ thách thức đầu tiên là làm sao lựa chọn được bệnh nhân nào là cần phải được tư vấn, bởi vì không phải bệnh nhân nào cũng cần tư vấn. Có những bệnh nhân họ mãn tính và họ quá rành về thuốc, họ là chuyên gia về thuốc rồi và họ dùng thuốc đúng rồi thì cũng cần tư vấn để làm gì. Nhưng mà hiện nay cái phòng tư vấn của tụi em thì mới set up, do đó những bệnh nhân nào có nhu cầu thì họ chủ động, họ bước vào và họ gõ cửa để được tư vấn. Nhưng mà ở một số nước đôi khi chính cái dược sĩ phải là người chủ động để chọn bệnh nhân nào cần tư vấn, bởi vì chính dược sĩ đôi khi mới biết là bệnh nhân đó có cần tư vấn hay không. Ví dụ nhìn vào cái số chẩn đoán, cái số thuốc và nghi ngờ có ADR chẳng hạn. Thì hiện nay cái việc lựa chọn bệnh nhân cần tư vấn cũng phải có những cái cách sao để chọn những cái bệnh nhân mà nó có nguy cơ là gặp vấn đề liên quan đến thuốc. Dạ, thì như anh chia sẻ lúc đầu đó, tức là bây giờ mặc dù cái định nghĩa về polypharmacy nó vẫn chưa có thật sự là đạt được một cái gọi là chưa có thống nhất 100%, nhưng mà người ta vẫn dùng một cái cut off là 5 thuốc trở lên, thì những cái bệnh nhân như vậy là có thể là cần phải được tư vấn để mà check lại cái đơn thuốc đó. Thì nước ngoài là người ta hay dùng cái mốc đó. Dạ, đúng rồi. Cái thứ hai là năng lực để dược sĩ tư vấn, bởi vì hiện nay cái chương trình đào tạo dược của Việt Nam vẫn chưa mần về dược, chưa quá sâu về dược lâm sàng. Do đó khi mà triển khai một cái hoạt động này mới tại bệnh viện thì hầu như các dược sĩ khá lúng túng, tức là không đủ can đảm mà để mà tư vấn, bởi vì bác sĩ thì được đào tạo chuyên khoa nhưng mà dược sĩ thì lại đào tạo đa khoa, và đa khoa rồi mà lại không được chuyên khoa về dược lâm sàng nữa, thì thành ra nó rất là khó. Hiện nay có những cái chương trình đòi hỏi phải có cái đào tạo liên tục ấy, thì hiện nay những cái chương trình đào tạo liên tục nó cũng khá là chất lượng, và có thể những cái chương trình này sẽ giúp cho cái việc nâng cao cái chất lượng của cái dược sĩ tư vấn, cũng như là sách thì tài liệu liên quan đến dược lâm sàng, đến tư vấn ở Việt Nam vẫn còn rất là thiếu, hầu như thậm chí có thể nói là chưa có, tức là sách về tư vấn ấy, tư vấn thuốc ấy. Cái thách thức thứ ba đó là chi trả, tức là hoạt động tư vấn này hiện nay vẫn đang là miễn phí, và bệnh viện tự trả tiền để cái phòng này hoạt động một cách miễn phí. Nhưng mà nếu như mà cái nhu cầu tư vấn này mà bệnh nhân nhu cầu cần tư vấn tăng lên thì cái nguồn lực ở đâu để mà mở rộng hay nhân rộng cái hoạt động này? Hình như anh Hiệp có chia sẻ ở Úc và các Canada cũng vậy, mà Nhật cũng vừa như vậy, tức là cái chuyện mà tư vấn từ dược sĩ này nó giúp tăng an toàn y tế và sự hài lòng của bệnh nhân, cho nên là Bộ Y tế đã có những cái khoản chi riêng cho những cái giờ tư vấn như vậy. Thì hy vọng là Việt Nam cũng sẽ có những cái hỗ trợ về tài chính như thế ha. Bên chỗ Úc thì dược sĩ họ tư vấn là họ được bảo hiểm chi trả của anh Hiệp. Về mặt hệ thống y tế Úc á, thì tất cả bệnh nhân mà toa từ bác sĩ đưa ra đến pharmacy thì pharmacy giải thích cho bệnh nhân tất cả các loại thuốc. Đó là quy trình, không có một bệnh nhân nào nhận cái toa từ pharmacy, từ người dược sĩ mà không được giải thích. Các bạn nên nghĩ là vậy. Còn đây mình đang nói là vấn đề mà polypharmacy, tức là bệnh nhân dùng quá nhiều thuốc á, thì chính phủ nó có cái chính sách là có cái dược sĩ đến gặp bệnh nhân để mà xét lại cái thuốc nào cần hay không cần, để mà loại bớt hay không, để cho bệnh nhân rõ ràng cái thuốc người ta dùng. Đó là cái chương trình ưu tiên hơn. Cho nên vấn đề này mình mới nhận ra rằng ở Việt Nam cái đào tạo dược sĩ có lẽ chưa được chuẩn. Hệ thống quầy thuốc có vẻ như đưa thuốc cho bệnh nhân lại không có giải thích. Cái đó là chệt, bởi vì ở bên Úc này là ta nói là một cái thuốc ra thì nó phải dán ở đó, và bệnh nhân người dược sĩ phải giải thích cho bệnh nhân cái thuốc này dùng cái gì, dùng liều lượng nào, ngày giờ bao nhiêu, mà ngay vậy mà bệnh nhân nhiều khi còn quên. Chứ còn nếu chúng ta cứ đưa không vậy thì quá khó cho bệnh nhân. Đó là thực sự như vậy. Yeah. Có bác sĩ Nguyễn Đình Vân tham gia cùng với diễn đàn này, anh Vân có thể gửi một vài lời cho cái share screen, cái share screen thì mới lên với chung được. Ngắt cái xe màn hình ra thì anh Vân hay là Hà nói tiếp cái thách thức về bệnh nhân cho hết đi ha. Dạ. Còn đâu không? Cứ còn một slide nữa thôi ạ. Ok. Rồi, mọi người thấy cái slide tiếp theo chứ ạ? Rồi. Một cái thách thức nữa đó là từ phía bệnh nhân. Là đôi khi chính bệnh nhân cũng chưa biết cái vai trò của dược sĩ trong việc tư vấn dùng thuốc cho bệnh nhân, nên đôi khi bệnh nhân vào và được dược sĩ tư vấn xong rất là hài lòng, và sau đó là cảm ơn bác sĩ. Và em có trước đó là khi mà chào hỏi em đã nói là cháu là dược sĩ và cháu sẽ tư vấn khi cấp dùng thuốc theo đơn thuốc của bác sĩ, nhưng mà đến khi rời phòng tư vấn thì bệnh nhân vẫn cảm ơn bác sĩ, chứng tỏ là trong cái nhận thức của bệnh nhân thì người mặc áo blue mà tư vấn dùng thuốc thì vẫn là chỉ là bác sĩ thôi. Thì cái này cũng nếu như mà hoạt động dược lâm sàng càng ngày càng phát triển thì bệnh nhân sẽ càng ngày càng hiểu rõ hơn cái vai trò của dược sĩ trong việc hỗ trợ bác sĩ giáo dục bệnh nhân. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân thường thiếu kiến thức về bệnh và thuốc, thường họ khá là thụ động trong việc ghi nhận thông tin, tức là những cái đơn thuốc của bác sĩ kê xong thì đôi khi cũng không để ý nhớ tên thuốc, và bệnh nhân cũng rất hiếm người nào biết được thế nào là anh hiểu rồi anh. Lúc này anh Hiểu cũng gọi nhắc nhiều bệnh nhân Việt Nam rồi ha. Anh nghĩ là mọi người cũng hiểu được cái thách thức từ phía bệnh nhân rồi đó. Anh xin chuyển mic qua cho bác sĩ Đình Vân ha. Em phải tắt kìa. Rồi, được chưa anh? Dạ. Vẫn cũng thấy cái màn hình đó. Hà bấm cái stop share screen đó, cái chữ màu đỏ mà bấm stop share screen đó thì nó sẽ stop rồi. That's good. Cảm ơn. Trước hết cảm ơn anh Hiệp đã mời mình lên đây nói chuyện. Thật ra sự ra đó là mình cứ dự định là đóng cái vai trò khán giả thôi. Nhưng mà bây giờ mình cũng xin có lời góp ý. Thật sự ra đó là cái thứ này là mình không rành lắm. Mình chỉ nói những điều thực tế bên Canada, rồi sau đó mình so sánh với lại ở Việt Nam xem nó có sự khác biệt như thế nào, rồi sau đó mình thấy tìm ra những cái phương án nào thích hợp nhất cho Việt Nam hiện nay. Thì thứ nhất, theo mình nghĩ á, cái quan trọng nhất mà của các xứ như là Úc hay Canada đối với Việt Nam á, theo mình nghĩ cái mấu chốt á, là thuốc có toa và thuốc không toa. Tại vì bên Việt Nam mình á, là hầu như không tôn trọng về cái này. Tức là có lẽ như bệnh nhân ở Việt Nam mình cứ đi vào tiệm thuốc nào, nhiều khi không cần toa là có thể mua được. Do đó cái vấn đề kiểm soát được có toa hay không có toa đó, là đã kiểm soát được phần lớn cái sử dụng thuốc rồi. Mà Việt Nam chúng ta dường như chưa làm được cái này. Tôi nghe nói là có những cái luật gì của Bộ Y tế để tiến hành cái này, nhưng thật sự tới nay thì giống như kháng sinh thì cứ đi ra ngoài chợ mua thôi, đâu có cần mà toa. Mà nếu như vậy á, thì cái mà kháng lại kháng sinh đó là rất dễ dàng. Chuyện thứ hai của mình muốn nói á, là cái tư vấn của dược sĩ đối với bệnh nhân rất quan trọng. Nhưng mà cái tư vấn này á, là triển khai đến đâu? Hiện giờ như là dược sĩ Hà nói á, thì ở bệnh viện chúng ta đã bắt đầu triển khai rồi. Nhưng mà cái triển khai đó nó đã đi tới tận từng nhà thuốc chưa? Đừng nói gì tới chuyện mà dược sĩ, dĩ nhiên như bên Úc nói hay là bên Canada cũng vậy, tất cả những bệnh nhân khi có toa thuốc mới đều phải tư vấn. Và tư vấn đó bao nhiêu phút, và tư vấn về cái gì, và những bệnh nhân nào mà lặp lại thuốc đó thì có cần nên tư vấn hay không, hay như thế nào đó. Do đó có hai cái mấu chốt mà mình muốn góp ý ở đây. Ngoài ra mình có rất nhiều câu hỏi khác, nhưng mà thực sự ra là không có thì giờ ở đây, do đó mình chỉ tập trung hai câu thôi. Xin lỗi. Yeah. Có một khán giả hỏi một câu rất là nhạy cảm, đó là lỡ nhưng mà khi tư vấn thuốc dược sĩ phát hiện là cái đơn thuốc đó có sai sót thì làm thế nào ở Việt Nam? Ví dụ có thuốc thừa chẳng hạn, hoặc là thuốc quá liều lượng. Tuy là mình không ở Việt Nam, có lẽ cho mình trả lời câu đó đi, bởi vì mình nghĩ cái đó ở Việt Nam chưa quen những hình thức đó, cho nên là có câu trả lời chưa hẳn đã phù hợp, mình nghĩ vậy. Bởi vì nãy giờ chúng ta nghe nói thì rõ ràng cái hệ thống y tế của Việt Nam nát quá, tức là toa không đúng toa, dược sĩ làm không đúng phần hành của dược sĩ, đào tạo không đúng phần đào tạo. Chắc để cho anh nói trước, để vì anh ở Việt Nam rồi sau đó. Ok rồi em nói. Vì cái này nó đúng là hỏi dược sĩ. Đây cũng là những cái trường hợp mà em có training cho các bạn trước khi sắp tới cái phòng tư vấn. Tức là nếu như mình phát hiện trong cái như lúc nãy em nói là trước khi tư vấn mình phải coi cái đơn đó nó hợp lý hay không đã, rồi mình mới tư vấn cái đơn theo cái chỉ dẫn của bác sĩ. Nếu như cái đơn đó phát hiện những cái vấn đề sai sót hoặc là vấn đề gì đó mình nghi ngờ, mình thấy là mình cần phải trao đổi với bác sĩ trước khi mình tư vấn cho bệnh nhân, thì nguyên tắc phải điện thoại ngay với bác sĩ điều trị. Bởi vì tụi em có list các cái danh sách các bác sĩ trực của cái phòng khám đó, ngày hôm đó, số điện thoại, và tụi em phải điện thoại trực tiếp lên trao đổi với bác sĩ đó, trao đổi lại xem là bệnh nhân đó với cái vấn đề đó. Nếu như tụi em trao đổi qua điện thoại mà bác sĩ đồng thuận được để giải quyết cái sai sót đó, thì bệnh nhân sẽ được tư vấn là quay lại cái phòng khám đó để bác sĩ kê một cái đơn mới. Và đó cũng là chuyện hàng ngày tụi em thực hiện tại phòng tư vấn. Một ngày đôi khi là sẽ có vài đơn là tụi em sẽ được, bệnh nhân sẽ được quay lại bác sĩ và kê một cái đơn thuốc mới hợp lý hơn trước khi mà tụi em tiến hành tư vấn tiếp theo. Còn nếu như mà mình thấy đơn đó hợp lý rồi thì mình mới tư vấn, nguyên tắc là như vậy. Còn nếu như mà mình đề xuất một cái gì đó mà bác sĩ không đồng thuận nhận hàng, thì mình cũng cái người chịu trách nhiệm cao nhất vẫn là bác sĩ, nên là bác sĩ như vào đó là bác sĩ cần giữ nguyên ý kiến của mình, thì lúc đó là tụi em sẽ tư vấn theo cái đơn của bác sĩ thôi ạ. Nguyên tắc dược sĩ không được phép tư vấn khác cái đơn của bác sĩ, đó là nguyên tắc về luật, bởi vì bác sĩ mới là người chịu trách nhiệm cuối cùng, nên mọi cái phát hiện được của dược sĩ thì đều phải trao đổi lại với bác sĩ, và bác sĩ sẽ là người ra quyết định cuối cùng. Có thay đổi đơn hay không thì bác sĩ sẽ là người ra quyết định cuối cùng ạ. Dạ rồi, anh xin dừng lại đến hiện. Anh này có bổ sung gì theo không? Thật ra anh thấy cái chuyện mà trao đổi giữa dược sĩ bác sĩ đó cái quan trọng nhất vẫn là phải là tập trung vào lợi ích của bệnh nhân. Dược sĩ và bác sĩ cũng như là nhiều bác sĩ khác có thể cãi nhau về cái chỉ định thuốc, nhưng mà mọi người sẽ đồng thuận được nếu mà mình đưa bệnh nhân vào trung tâm, đúng không? Anh Quý nói rất là hay Hay bởi vì đợt trước có những cái ông giáo, những giáo sư Pháp qua Sài Gòn và cũng có những cái chia sẻ chuyên môn liên quan đến nghệ thuật trao đổi giữa dược sĩ và bác sĩ. Tức là khi một dược sĩ điện thoại cho bác sĩ, thường thường là một cái điện thoại về trao đổi về một cái sai sót thuốc, nên dược sĩ cũng phải, thứ nhất là khi mà trao đổi tập trung vào nói về thuốc, nói về vấn đề phát hiện được và đưa ra giải pháp, và nói về là cái lợi ích cho bệnh nhân là gì, còn không tránh những cái ngôn ngữ mang tính nhận xét cá nhân hay là cái nào. Thì anh thấy khi làm thì cách nói của dược sĩ cực kỳ quan trọng, bởi vì ông ấy còn nói một câu rất hay là dược sĩ phát hiện được một vấn đề sai sót đúng, chưa phải là cái mục tiêu cuối cùng, mà là phải đề xuất sao cho bác sĩ chấp nhận, thì đó mới là cái can thiệp tốt nhất. Còn nếu một dược sĩ mà cứ tự tin rằng là mình đã phát hiện được một sai sót, nhưng mà khi nói với bác sĩ thì không biết cách nói và làm bác sĩ tự ái và bác sĩ không chấp nhận, thì một người dược sĩ như vậy cũng không hề tốt cho bệnh nhân. Tức là cái kỹ năng giao tiếp của dược sĩ đã có vấn đề. Thì em rất là đồng thuận cái chuyện là kỹ năng giao tiếp cực kỳ quan trọng. Làm sao để bác sĩ hiểu rằng là bác sĩ là một cái phi công chẳng hạn, và chịu trách nhiệm là lái chiếc máy bay đó để chở bệnh nhân đi một chuyến bay an toàn, và dược sĩ chỉ là cái người phụ lái ở một bên thôi, và cung cấp thêm thông tin, thêm các cái biển báo để mà bác sĩ có thể cất cánh được an toàn, chọn hướng bay cho nó phù hợp. Nhưng mà thì nếu như mà mình truyền thông được là mục tiêu cuối cùng là vì lợi ích của bệnh nhân, thì em nghĩ không có bác sĩ nào từ chối cái đề xuất của dược sĩ cả. Thì cái quan trọng nhất mình làm việc thế nào cho nó hài hòa. Không nghe Quý nói. Micro Quý ơi. Bật micro lên Quý ơi. Em xin hỏi tiếp một câu, có lẽ là câu cuối cùng luôn, tại vì mình cũng nhiều câu hỏi rồi. Bạn Minh Hoa hỏi là ở Việt Nam các bác sĩ kê đơn thường là có hai loại. Đơn chính là gồm các loại thuốc. Đơn thứ hai là gọi là đơn tư vấn, gồm các loại thực phẩm chức năng ABC gì đó và tốn rất là nhiều tiền. Thì các cái panelist cho biết là hình thức kê đơn này của Việt Nam có theo xu hướng chung của các nước không? Trả lời luôn là không. Mình á, là bác sĩ gia đình bên này, những cái thực phẩm chức năng chưa bao giờ nằm trong cái toa của mình cả. Bởi vì nếu mà đã học đến mức bác sĩ rồi, chúng ta đầy hiểu cái thực phẩm chức năng thực tế là những thứ nó chưa được gọi là thuốc, thì cái hiệu quả nó chưa được chứng minh. Và như vậy là, nhưng mà chúng ta cũng không chống tuyệt đối, tức là cái này nó lại là rơi vào quyền của bệnh nhân lựa chọn. Nếu người ta cảm giác người ta muốn chi thì người ta chi, nhưng mà chưa bao giờ một bác sĩ gia đình như mình là khuyên bệnh nhân phải dùng cái thực phẩm chức năng hết các bạn. Bởi vì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng bên Tây chúng ta có những cái chúng ta không điều trị được, và cũng thêm nữa là bệnh nhân người ta có quyền, và có những cái gia đình người ta chỉ cần là mua thuốc cho cha mẹ người ta cảm giác cái hiếu, người ta báo đủ hạn, thì cái quyền đó người ta làm, chúng ta cũng không phải chống đối. Nhưng mà chúng ta phải phân tích cho bệnh nhân rõ ràng rằng cái thuốc đó nó chưa được chứng minh, còn các bạn là nếu bác có dùng thì bác phải cân nhắc lợi hại thôi, chứ còn chúng cháu không có khuyên bác làm như vậy. Và mình tin rằng có một số bác sĩ, mình không nói ai hết, nhưng mà nếu mà vì cái lợi ích của thực phẩm chức năng mà kê toa bệnh nhân thì chúng ta cần cân nhắc lại, có lẽ phải nghĩ lại cho bệnh nhân một chút. Bởi vì chúng ta nói là cái polypharmacy mà thực phẩm chức năng là một cái cũng sẽ tốn kém rất nhiều cho bệnh nhân đó. Yeah. Còn câu hỏi nào tiếp tục hỏi? Mình muốn anh Văn hỏi, giao cho anh Văn hỏi. Mình muốn bổ sung một chút xíu về cái chỗ này thôi, là không biết bên Úc như thế nào, nhưng tôi nghĩ cũng tương tự thôi, là bên Canada nó có kêu bằng những cái thuốc nó gọi là nó phải có cái số gọi là DIN number, cũng như là bên Mỹ nó có cái số thì tôi nhớ là National Register Number gì đó của FDA. Tức là khi người bác sĩ mà cho toa đó, là những toa đó phải có cái số đăng ký của quản lý của dược của quốc gia Ví dụ như là Canada là cái DIN và cái bên Mỹ là FDA. Do đó không được quyền cho những cái thuốc mà không có cái DIN number hoặc cái National Register number đó. Do đó những cái thuốc mà chúng ta có thể nói là về thực phẩm chức năng á, thì không có những cái số đó. Xin phép. Dạ. Quý cũng xin nêu lại những cái gọi là ghi nhớ để cho mọi người có thể sử dụng khi mà tiếp cận với cái vấn đề này. Thứ nhất là polypharmacy là một cái vấn đề rất là phổ biến và rất là nhiều nước đang cố gắng giảm thuốc cũng như là điều chỉnh lại cái đơn thuốc làm sao cho nó thực sự là có ích nhất cho bệnh nhân. Và một cái cân nhắc là không phải cứ nhiều thuốc là xấu, bởi vì rất là nhiều người có nhiều bệnh thì bất khả kháng là phải có nhiều thuốc như vậy. Polypharmacy có thể gây tổn hao tài chính cho bệnh nhân, tăng nguy cơ tác dụng phụ cũng như là tăng cái khả năng bệnh nhân bỏ điều trị. Cho nên là rất là cần phải xem lại cái đơn thuốc. Nhưng mà như mọi người thấy cái câu chuyện Quý share cùng với rất là nhiều bác sĩ dược sĩ ở đây là cách giảm thuốc thật sự nó rất là phức tạp, và chúng ta phải thật sự hiểu người bệnh, hiểu căn bệnh và quá rất là nhiều cái giao tiếp giữa bác sĩ dược sĩ, giữa các bác sĩ với nhau, giữa bác sĩ và bệnh nhân và gia đình thì mới có thể giảm thuốc một cách an toàn và hiệu quả được. Cho nên là mọi người đừng có từ tiền bỏ thuốc mà hãy tư vấn, hỏi thêm các bác sĩ và dược sĩ ha. Cuối cùng trả lời cho câu hỏi của rất là nhiều khán thính giả đây, đó là thực phẩm chức năng thuộc cái mục không có hiệu quả rõ ràng và có thể bỏ được. Mọi người không thích thì có thể sai, nhưng mà nên đánh giá lại cái mục tiêu điều trị là gì và xem lại trong vòng 2 tuần tới 3 tuần để mà tiếp tục cái thuốc cái thực phẩm chức năng đó hay là nên ngừng đi. Mình xin tóm lược lại như vậy. Không biết là anh Hiệp, bác sĩ Đình Vân và Hà có muốn thêm cái gì nữa không? Mình có thể đưa một cái ví dụ là cái polypharmacy mà nó thích hợp á. Các bạn ví dụ như là các bạn biết thường sau này là những cái bệnh nhân mà bị bệnh về tim mạch, ví dụ như là bị bệnh động mạch vành, người ta bị nhồi máu cơ tim các thứ, thì các bạn thấy một người sau khi ra khỏi bệnh viện thì thường người ta có 4-5 loại thuốc rồi. Ví dụ như vậy là luôn luôn có cái thuốc inhibitor là thuốc huyết áp, rồi có khi thêm cái CCB là thuốc huyết áp thứ hai, người ta có thể thêm cả cái thuốc chống tiểu cầu nữa là 3, người ta có thể thêm thuốc beta blocker, rồi thêm thuốc lợi niệu và thêm cả thuốc về máu mỡ. Tức là vì một căn bệnh tim đó thôi mà người ta đã phải có thể 4-5 loại thuốc, và những loại thuốc đó là dùng lâu dài và có hiệu quả vì nó đã chứng minh được rằng nó có lợi ích để mà ngăn ngừa tái phát của bệnh nhân đến 2/3 hoặc là 3/4 số trường hợp. Như vậy là cái câu hỏi mà để cho người bệnh nhân có thể có ý nghĩa cho người bệnh nhân đó là khi mà các bạn bị kê toa thuốc thì các bạn vui lòng hỏi là bác sĩ là cái thuốc này tôi sẽ phải dùng bao lâu, nhắc lại câu đó nha. Bởi vì có rất nhiều thuốc chỉ dùng có một thời gian ngắn hạn, như thuốc táo bón thì có khi 2-3 ngày nó khỏi là dừng thôi và có thể phải bỏ, hoặc là thuốc mà ví dụ có nhiều người mất ngủ chúng ta dùng vài ngày thôi chẳng hạn. Cho nên là cái lợi và cái hại của thuốc nó là thuốc nào, tác dụng nào, dùng bao lâu và có tương tác với các thuốc khác không. Câu hỏi đó các bạn cần chú ý, nhất là những người bệnh nhân hoặc là thân nhân thì phải chú ý điều đó. Còn lại thì cái vấn đề mà polypharmacy này muốn giải quyết thì nó cả ảnh hưởng đến người chính xác, rồi người kể cả vấn đề đào tạo của bác sĩ và dược sĩ. Điều nói lúc nãy mà chúng ta đang chưa nói hết, tức là vai trò của dược sĩ và bác sĩ ở bên Úc, những nước tư bản là mình nghĩ vậy thì nó chia rất là rành rọt, tức là trách nhiệm sẽ phải của người bác sĩ, còn người dược sĩ chính là người cung cấp thuốc và giải thích cho bệnh nhân tạm thời sơ bộ chứ không có thay đổi. Và nếu mà thấy có gì mà không ổn thì thường dược sĩ trao đổi lại với bác sĩ. Thực ra khi trao đổi như vậy thì nó sẽ còn có rất nhiều điều quan trọng là cái liên ngành, tức là giữa bác sĩ với nhau, giữa bác sĩ với cả dược sĩ và giữa bác sĩ với chuyên khoa cả. Thì cái điều đó rất quan trọng mà chúng ta nên gọi là có một cái tinh thần là chúng ta sai chúng ta sửa, chứ nhiều khi chỉ cần người nói một cái tự ái và giận lên thì là không tốt, rất là không tốt. Như Quý nói mình hoàn toàn đồng ý, tức là nếu chúng ta lấy bệnh nhân làm trọng tâm, chúng ta nghĩ rằng chăm sóc bệnh nhân là quan trọng thì chúng ta phải thông cảm và nghĩ rằng cái gì chúng ta sai chúng ta sửa, đấu chết tóc đâu mà pharmacy bảo chứ mình cũng hay bị chứ pharmacy gọi chứ bác sĩ Hiệp ơi ông cho cái toa đó hình như nó nhầm rồi thì mình sửa toa, hoặc là nhiều lúc pharmacy là bảo ủa hai cái thuốc nó tương tác với nhau nó có vấn đề, nhưng mà mình bảo thực sự là vì hai cái bệnh khác nhau và dù nó tương tác như vậy cái lợi nó vẫn trên cả cái tương tác, cho nên mình vẫn quyết định cho như vậy. Cho nên là tất cả mọi người mà khi mà sống cộng hưởng với nhau, cộng tác với nhau để giúp nhau thì nó cảm giác hệ thống y tế nó chăm sóc người dân rất là nhàn hạ và rất là chất lượng chứ không phải là không đâu. Anh Vân có thể cho thêm ý kiến gì thì càng tốt. Mình xin cho ý kiến ngắn thôi. Thứ nhất là cái chữ mà polypharmacy đó, nó không có nghĩa xấu mà cũng không có nghĩa tốt. Tại vì á, theo hồi tôi làm bên đây ở bệnh viện á, là đêm mà đi phát thuốc á, là những bệnh nhân đó là có thể có nhiều khi tới 5-6 thứ thuốc mà ngủ là thuốc an thần, rất là tầm bậy. Cái chuyện này là ngay bên Canada này cũng có những trường hợp mà mình có thể nói là cái ý nghĩa xấu của polypharmacy. Nhưng mà đồng thời các bạn cũng thấy rồi, những cái guideline mới nhất có hai cái bệnh mà ghê gớm nhất mà hiện nay chúng ta phải đối đầu đó, đó là một là cái những bệnh về cao huyết áp, hai là bệnh tiểu đường. Thì những guideline mới nhất lại nó là cổ vũ cho polypharmacy, đúng không? Tại vì người ta không dùng một thứ thuốc nữa mà người ta dùng nhiều thứ thuốc, mà mỗi thứ thuốc giảm liều đi, và những thứ thuốc đó nó kết hợp như thế nào cho đúng lúc đó. Thì tôi thấy rằng cái chữ polypharmacy này chúng ta đừng có nên gán chữ ghép cho nó là xấu hay tốt ở trong những trường hợp, tại vì mỗi trường hợp nó có thể khác nhau. Yeah. Còn hôm nay cái diễn đàn của mình là phát lên trên cái nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư, thì cũng có một số người hỏi là bệnh nhân ung thư có nên uống nhiều thuốc hay không. Thì quý vị là cái câu hỏi này nó rất là rộng, nó đơn giản và nó rất là rộng, cho nên là mình không thể trả lời được là nên hay không nên ở đây, mà nó sẽ phụ thuộc vào cái gọi là tình trạng của bệnh nhân đó. Ví dụ như là giai đoạn cuối cùng, hay là mới vừa chẩn đoán giai đoạn 2 hay giai đoạn 3, cái thời gian mà gọi là sinh hoạt tốt bình thường là còn nhiều hay không, đúng không? Thì lúc đó người ta sẽ cân nhắc các cái loại thuốc. Ví dụ con sống lâu thì nên phòng chống tiểu đường rồi cả huyết áp này nọ. Mà nếu mà giai đoạn cuối rồi, nằm liệt giường không còn ăn uống được nữa, thì những cái loại thuốc mà gọi là ngăn ngừa tái biến mạch máu não như là statin hay gì đó, thì hoặc là ngừa cục máu đông chẳng hạn, thì có thể nói chuyện với bệnh nhân để mà giảm bớt. Thì cái đó là hoàn toàn là phải cá nhân hóa, chứ không phải là có một cái câu chung là bệnh nhân ung thư không nên uống nhiều thuốc. Cái vấn đề bác sĩ Quý đưa lên nó cũng đưa ra một vấn đề rõ ràng, chúng ta hệ thống y tế chúng ta còn yếu. Bởi vì cái nếu mà hệ thống y tế tốt thì những câu này thực ra bệnh nhân không phải hỏi. Bởi vì rõ ràng là nếu mà người bác sĩ điều trị đã thấy là tiên lượng của bệnh nhân thấp thì người đã tư vấn cho người nhà là phải bớt thuốc rồi, chứ không chúng ta rõ ràng là chúng ta có yếu kém về tư vấn, nói chung là một cái tính hệ thống. Em thì nghĩ là cái những khi mà bệnh nhân, khi mình làm xong cuối cái livestream này rồi mà bệnh nhân hỏi những câu đó, thì em nghĩ đây là hiệu quả của cái truyền thông của mình. Tức là bệnh nhân đã bắt đầu ý thức rằng là đặt câu hỏi xem là liệu cái đơn thuốc của mình có thừa thuốc hay không, và điều đó đã chứng tỏ rằng là bệnh nhân đâu bắt đầu ý thức rằng là sẽ có, mình có thể là đang là đối tượng nguy cơ bị kê thừa thuốc. Và nhiệm vụ bây giờ của bệnh nhân không phải là tự động đi lên online để hỏi một người khác, một bác sĩ không liên quan đến điều trị của mình, hỏi xem là tôi có thừa thuốc hay không, mà bệnh nhân đó phải luôn luôn quay lại bác sĩ điều trị, quay lại cái dược sĩ trực tiếp tư vấn dùng thuốc tại bệnh viện, tại cơ sở khám chữa bệnh. Vì chỉ có những cái bác sĩ điều trị trực tiếp, những dược sĩ tư vấn trực tiếp, họ mới có một cái quy trình thu thập thông tin đầy đủ và mất rất nhiều thời gian để mà biết được là bệnh nhân này có thực sự có cần thừa thuốc hay là thậm chí có khi phải thiếu thuốc. Cái seminar này chỉ là một cái hồi chuông để bệnh nhân có thể ý thức rằng là có thể mình là đối tượng thừa thuốc, nhưng mà trả lời được câu hỏi có thừa thuốc hay không luôn luôn sẽ là câu trả lời cho cái cán bộ y tế chăm sóc trực tiếp bệnh nhân. Và em cảm giác cũng rất là vui nếu như bệnh nhân bắt đầu có ý thức hỏi những cái câu hỏi là mình có thừa thuốc hay không. Và cái chuyện thừa thuốc thì khi mà bác sĩ mà họ tư vấn thì họ xem xét lại chẳng hạn, thì có thể họ sẽ giúp. Đặc biệt nếu bệnh nhân thấy rằng cái đơn thuốc của mình hiện nay rất nhiều thuốc và cách dùng thuốc quá phức tạp, bệnh nhân không thể nào mà tuân thủ được, thì bệnh nhân nên phải ngay với bác sĩ, với dược sĩ, để vì luôn luôn bác sĩ và dược sĩ sẽ có những giải pháp giúp cho cái việc dùng thuốc của mình tối ưu hơn, phù hợp với cái lối sống của bệnh nhân hơn. Ví dụ như họ có thể phối hợp 2-3 thuốc vào trong một viên thôi, vì có những cái chế phẩm nó phối hợp nhiều thuốc vào thành một viên thôi. Hoặc là nó có những cái dạng thuốc là thay vì uống 2-3 viên một ngày thì giờ có thể uống cái viên đó giải phóng chậm và giải phóng duy trì, và chỉ cần một lần một ngày thôi, thậm chí là một lần một tháng thôi chẳng hạn. Thì hoặc là cái cách kê đơn của bác sĩ đôi khi là sáng trưa chiều tối nó khá là không có phù hợp với cái cuộc sống của bệnh nhân. Có thể gồm lại uống tất cả vào buổi sáng, hay là gồm lại uống tất cả ít cái thời gian mà nó lại tẻ ra chẳng hạn. Thì tất cả những giải pháp đó luôn luôn sẽ có giải pháp, nhưng mà phải luôn luôn quay lại bác sĩ điều trị và dược sĩ điều trị để được tư vấn cụ thể. Bởi vì cái việc đó nó cực kỳ là tốn thời gian và nó cần cân nhắc rất là kỹ. Yes, em xin hết ạ. Quý ơi, micro. Vừa rồi Hà cùng nhắc lại những cái ý chính trong cái slide mà mình vừa chia sẻ đó. Thì với tư cách là một bác sĩ điều trị, mình cũng xin nhắc nhở tất cả cả bác sĩ là bệnh nhân, là khi mà chúng ta đánh giá và chúng ta thấy là chưa đạt đúng cái hiệu quả điều trị á, thì lúc nào cũng phải nghĩ trong đầu là bệnh nhân có thực sự là theo cái phác đồ mình đã đưa ra hay không. Ví dụ như điều trị tiểu đường không phải là chỉ uống 3 loại thuốc đó là xong, mà phải hỏi bệnh nhân có vận động đủ chưa, có ăn kiêng đủ chưa, chứ không phải là cứ 2 thuốc mà chưa đạt cái hiệu quả là dòng thêm thuốc. Đó là cái lý do mà chúng ta phải luôn luôn nghĩ tới các cái can thiệp mà không dùng thuốc, để cho bệnh nhân càng ít thuốc càng tốt, chứ không phải là cứ nhất là theo guideline. Yeah. Mình nghĩ là thời gian cũng khá là cũng 2 tiếng đồng hồ rồi, sợ mọi người cũng mệt rồi, cho nên là có lẽ là mình xin kết thúc cái webinar ngày hôm nay ở đây, và xin hẹn gặp mọi người. Dạ, anh Vân còn nói gì không? Anh Vân còn nói gì không? Anh Vân xin nói. Anh Vân nói. Cái đề này nó đẻ ra một cái chuyện khác nữa, đó là non-compliance. Dạ, dạ. Adherence. Cho thuốc nhưng mà chưa chắc gì bệnh nhân dùng thuốc, đó là một cái chuyện khác nữa. Ok, nếu mà vậy thì cho mình xem. Chủ đề thảo luận đợt tới của anh Quý là tuân thủ điều trị đó. Đây là Quý làm sao để tăng cái độ tham gia điều trị của bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân già. Ok, nếu không mình sẽ stop ở đây. Không, nếu không đây mình cho là thực ra cái bài này nếu mà giải để cho mình sau cái show screen của mình cho thấy này, mình chuẩn bị hết những cái ý tưởng này rồi, nhưng mà mình để các bạn nói thôi. Đây cho xem một xíu rồi, mấy phút thôi. Đâu rồi cái Polypharmacy của mình đây ha. Đây, nếu đây là ở bên Úc ấy, là như này đây, khi mà thêm một thuốc mới ấy, là mình coi những cái này để các biểu hiện có phải là phản ứng phụ của thuốc không, một chút là gì, bệnh nhân có lợi ích thuốc này không, có tương tác nguy hiểm với các thuốc hay không. Rồi tiếp theo là cái đây đủ hết các 1, 2, 3 các bạn thấy hết, chuẩn bị hết đây rồi đây. Như hết tại sao những bệnh nhân nào chúng ta phải review cái thuốc. Thực ra những cái này là bên Úc là nó là standard rồi, cho nên mình nghĩ là nếu chương trình, vì chúng ta nói mục đích cái chương trình này chính là cho bệnh nhân, chứ nếu cho bác sĩ là chúng ta phải nói có những cái này mới, ví dụ không đây các thuốc mà mình đã biết hết thuốc của bệnh nhân chưa, có tuân thủ điều trị chưa, nó tám cái mục như thế này là bác sĩ mà kê toan là đều phải check qua cái đó hết rồi. Tức là những cái này mình nói ví dụ như mình đoán hết, nhưng mà thôi cái này nó dài quá không đáng để mà nói thêm, nhưng mà nó là vì cái mục tiêu của mình là gì, ví dụ mục tiêu cho bệnh nhân khác, cho bác sĩ khác. Nếu mà đúng ra là những trường này mà bác sĩ nói thì mình sẽ phải nói hết cái kia cho 8 cái mục anh phải làm như thế nào, có nhiều bệnh nhân thì làm như nào mà thôi được rồi. Rồi các bạn thấy hôm nay mình nghĩ là rất hay ở chỗ Hà nói cái điểm là mình nói xong thế này mà bệnh nhân có đặt những câu hỏi đó, tức là người ta đã bắt đầu quan tâm, thì cái điều đó tốt rồi. Bao giờ mà bệnh nhân quan tâm, cũng như người dân người ta quan tâm điều gì, người ta phải biết cái điều người ta đang làm, thì là cái giới mà cầm trên mà chạy theo thôi, cái đó là cái tốt, cảm ơn Vân, đúng không? Rồi. Rồi, yeah. Cảm ơn hết tất cả mọi người nhé. Yeah, cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại buổi sau nha. Mình stop cái